nghe như vậy hải vô cực thầm thở phào nhẹ nhõm còn có thể để mình được gặp lại gia cát trì sẽ không có dự định giết mình nên lại tiếp tục phụng bồi yên tâm không phải chết ai ngờ nghiêu hữu đạo lại nói một câu làm y sợ hết hồn hết vía bệ hạ cảm thấy ta có nên giết ngươi hay không tiếng lòng hải vô cực căng thẳng quan sát đối phương nhưng đối phương lại làm như không có chuyện gì không nhìn ra chút đầu mối nào hầu kết giật giật nói tiên sinh giữ lại mạng ta không phải là vì muốn kiềm chế gia cát trì sao Y đang nhắc nhở, giết ta, chỉ sợ ra cát chỉ cũng sẽ mất khống chế. Nghiêu hữu đạo mỉm cười, người cũng khá là biết điều, nhưng bệ hạ làm ta rất lo lắng. Hải vô cực, tiên sinh là giao thất, ta là thịt cá, có gì phải lo lắng. Nghiêu hữu đạo, bệ hạ muốn phục quốc, ta không phản đối, nhưng cần phải phân rõ muốn phục quốc ở thiên hạ của ai, là thiên hạ của cửu thánh hay là thiên hạ của ta. Hải vô cực, chuyện tới giờ, lẽ nào tiên sinh còn chưa tin ta sao, không còn nơi nào để đi nữa, đương nhiên phải thề chết theo mấy người tiên sinh rồi. Nghiêu hữu đạo nhẹ hỏi, chỉ sợ chưa chắc đâu. Hải vô cực, tuyệt không hài lòng, nghiêu hữu đạo, thiên hạ của cửu thánh, tám thần khí chấn quốc là gốc dễ lập quốc, bệ hạ sống chết giữ tinh thần lệnh không thả, cũng chính là thương lệnh, là có ý gì. Giả sử là một chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra là ra các chỉ bán đứng ta, giữ lại có ích lợi gì. Trong lòng hải vô cực hơi hồi hộp chút, hiểu, đang thắc mắc một nhân vật như vậy tại sao có thể có lòng thanh thản chơi cờ với mình hóa ra là nhằm vào thần khí trấn quốc của triệu quốc. Muốn bắt gã giao tinh thần lệnh ra tuyệt đối là một lựa chọn khó khăn, do dự mãi sau mới trả lời. Đợi ra các chỉ bình an trở về, ta nguyện giao thương lệnh cho tiên sinh. Nghiêu hữu đạo chỉ chỉ bàn cờ, ý bảo gã chơi cờ. Ra các chỉ trở về thì như thế nào, không trở lại thì như thế nào, nếu trở về ta không thủ tín, các người cũng không sống được. Bản thân ta là người không thích đánh đánh giết giết, nhưng cũng căm ghét nhất loại cỏ mọc đầu tường, ta không muốn ép buộc, ván cờ này chính là một quá trình lựa chọn, đánh xong cũng liền có kết quả. Ánh mắt của Hải vô cực rơi trên bàn cờ, đã hiểu, người ta chỉ cho hắn thời gian quyết định là chơi xong một ván này, cứng đầu nữa cũng không được. Cộp cộp, ngón tay của Ngưu Hữu Đạo khẽ gõ một cái lên mặt bàn. Bệ hạ, người nên hạ cờ rồi. Hải vô cực dương mắt nhìn về phía hắn, khó nhọc nói. Nguyện giao thương lệnh cống hiến cho tiên sinh, Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười đưa tay lên sờ cầm. Không vội, trước tiên chơi cờ đã. Hải vô cực chậm rãi hạ xuống, miệng đầy đau khổ, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ trong hoàn cảnh ung dung này giao thần khí chấn quốc của triệu quốc gia. Người ta ngồi yên bất động, lời nói xem thường nói ra nhẹ nhàng đã đoạt được trí bảo của mình đi, nỗi đau đớn trong lòng càng thêm khôn kể. Sau khi trở về Vân Cơ nghe được cuộc nói chuyện phía sau, trong lòng cũng nói thầm. Ta nói mà, sao lại có lòng thanh thản chạy tới bồi một phế đế chơi cờ, hóa ra là muốn cướp bảo bối trên tay người ta, còn cướp một cách nhã nhặn như thế, ăn nói cũng khá là không tệ. Kết thúc một ván, Như Hữu Đạo đứng dậy, đa tạ bệ hạ, mệt mỏi rồi, ta đi nghỉ ngơi trước đây. Xoay người rời đi để lại cho Vân Cơ một ánh mắt. Cũng đích xác là đa tạ, hoặc có lẽ là tâm tư của Hải Vô Cực căn bản không trên bàn cờ, thua rất thảm. Hải Vô Cực đứng dậy, chắp tay đưa tiến, sau đó Vân Cơ hỏi thăm một chút, y nói ra bí tàng nơi để tinh thần lệnh. Gần nửa ngày sau, Vân Cơ ra ngoài trở về, trở về đã đặt chân vào phòng của ngưu hữu đạo giao cổ truyết lệnh bài vào tay ngưu hữu đạo đồ có phải đúng hay không ngưu hữu đạo vừa nhìn liền biết nghe tiếng vang của chất liệu một chút lại xem văn lộ phía trên hắn từng thấy văn lộ trên tòa kim tự tháp kia không thể lừa dối được ánh mắt của hắn ngưu hữu đạo liếc nhìn vật trên tay cười nói chắc là thật phân cơ trực tiếp buộc hắn giao ra đây không được sao sao phải dùng tới thái độ nhã nhận với phế đế vậy ngưu hữu đạo lắc đầu cách làm đó quá mạnh mẽ làm hắn cảm giác được không an toàn thì chỉ e hắn chưa chắc bằng lòng đơn giản giao ra. chương 2007, dung cây dọa khỉ hai Nếu thật bắt hắn cả người thương tích thì khi ra cát chỉ quay lại không tiện ăn nói lắm, bắt người một cái đã xảy ra chuyện không tốt, ra cát chỉ vẫn hữu dụng với chúng ta. Hơn nữa ta đã đồng ý với ra cát chỉ không động vào hải vô cực, dù sao nói cũng phải đáng tin chút chứ. Đã lấy được đồ rồi, lại chắt đứt tâm tư của hắn ở bên cửu thánh, không cần lo hắn đầu độc ra cát chỉ làm cái gì nữa, cũng thực hiện được hứa hẹn với Gia Cát Trì, mọi người hòa hợp giải quyết tốt mọi phiền phức, nhiều chuyện để máu rầm rề không hề tốt đâu. Khóe miệng vân cơ nhăn một cái, loại người như người tâm quỷ nhiều thật đấy, không phải nàng đang làm nũng mà là hồi tưởng lại từ trước, từ sau khi nhận thấy Gia Cát Trì bị phiêu miểu các tìm được lập tức đưa tay về bên thiệu bình ba bước lam minh ra mặt, sau đó cứu Gia Cát Trì, bây giờ lại làm bại lộ tin tức của Gia Cát Trì, trước mắt lại dễ dàng có được tinh thần lệnh, không biết phía sau còn xảy ra chuyện gì nữa. Dù cho nàng đi theo bên cạnh Ngưu Hữu Đạo nhưng có rất nhiều chuyện cũng như lọt vào sương mù nhìn không rõ, toàn bộ dường như đều nằm trong kế hoạch của vị này, thủ đoạn liên tiếp, sự thâm sâu làm nàng phải hết hồn. Phát hiện trước đây may mắn không đối nghịch với vị này, nếu không, bị chơi chết thế nào cũng không biết. Ngây người, người cùng hồng nương lâu, cách nói chuyện của ngươi càng lúc càng giống hồng nương rồi. Trong phòng, nhận được mật thư của Ngưu Hữu Đạo, Yến Trục Thiên như có điều suy nghĩ. Sau khi tiêu hủy mật thư trong tay, Yến Trục Thiên điều đệ tử tới bí mật căn dặn vài câu, sau đó ra khỏi cửa. Ở trong phòng lo nghĩ, chờ đợi, Lý Chính Pháp còn chưa nhận được hồi âm của âm như thuật. Y không biết vì sao hồi âm lại tới chậm như vậy, làm Y vô cùng bị dày vò. Cho dù biết âm như thuật quyết định cũng khó khăn, ai ngờ không đợi được hồi âm lại chờ được một tin tức khác, một đệ tử gõ cửa mà vào. Trưởng lão, ngôn sư đệ mất tích rồi, cái gì, Lý Chính Pháp cả kinh, chợt ý thức được chuyện này có chút không ổn, không khỏi vội hỏi đang yên lành sao lại mất tích, bởi vì ngôn sư đệ là người trước kia quan sát được người chấp nối tiếp xúc với tổng quản ban hải ở vô biên các. Đệ tử đáp, không biết, đã một ngày chưa thấy người rồi, đúng lúc này lại có một người vào cửa, dâng mật thư. Trưởng lão, trưởng môn gửi mật thư đến, Lý Chính Pháp phất tay với đệ tử tới bẩm báo trước đó, nói. Còn không mau đi tìm, đợi đệ tử kia lĩnh mệnh rời đi, Lý Chính Pháp mới nhận mật thư vào tay kiểm tra, không xem còn khá, sau khi xem thì có phần nhức răng. Âm như thuật cũng không trách cứ y quá nhiều, hiện tại cũng không phải thời điểm trách mắng y. Âm như thuật có ý là nửa lừa gạt nửa không dối gạt. Cái gì gọi là nửa lừa gạt nửa không dối gạt, chính là phát hiện tin tức của Gia Cát chỉ có thể báo lên, chuyện Gia Cát chỉ có lui tới vô biên các thì cũng có thể báo lên, nhưng đừng đề cập tới Lam Minh, để bên thánh cảnh tự mình điều tra đi. Có thể tra được thì thôi, không thể tra được thì bên này liền giả vờ không biết, quyết không thể tiết lộ bí mật. Nếu thư này tới sớm một chút, lý chính pháp có khả năng còn cho rằng là một biện pháp bất đắc dĩ khá tốt nhưng bây giờ đệ tử họ môn lại đột nhiên mất tích làm trong lòng y trở nên căng thẳng có làm theo phương pháp xử lý như của âm như thuật hay không trước tiên y để đó đã bây giờ việc cấp bách là tìm người trước nhưng mà cho tới tận đêm vẫn không tìm được người gian phòng không có ai đệ tử ngầm đặt ngoài phòng trọ cũng không thấy đệ tử họ môn ra ngoài lý chính pháp bắt đầu lo âu tại sao lại đột nhiên không thấy người nữa nếu như gặp nguy hiểm phát sinh tranh đấu cũng nên có động tĩnh chứ. Trong khi giấy chết, đệ tử kia biết người mà ban hải tiếp xúc có thể là Lam Minh. Tại sao lúc này lại không thấy người? Đơn giản có hai khả năng, hoặc là lặng lẽ trốn đi, hoặc là bị người khác nắm giữ tính mệnh. Tại sao phải lặng lẽ đi? Đang yên lành, không có khả năng không chào hỏi đã lặng lẽ rời đi, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ là phiêu miểu các hoặc gian tế của nhà nào? Nếu bị người ta lặng lẽ hạ thủ, lại là bị người nào hạ thủ? Rốt cuộc là ai không biết, nhưng người biến mất ở vô biên các, y đã nhận thấy ở lại chỗ này không an toàn nữa. Một khi bại lộ hành tung bị Lam Minh phát hiện, kết quả của bọn họ có thể tưởng tượng được. Lý chính pháp quyết định thật nhanh, rời đi, một khắc cũng không dám ở lại. Vừa ra khỏi nhà trọ thiên hồ liền lập tức triệu tập chúng đệ tử rút lui. Sau khi thoát khỏi vô biên các, nhanh chóng lợi dụng đường dây liên lạc với thánh cảnh, khẩn cấp báo cáo tình huống lên đốc vô hư. Bởi vì đệ tử họ ngôn mất tích, biện pháp của âm như thuật gã không dám dùng nữa đã đến mức này rồi y cũng không có cách nào bận tâm nhiều như vậy trước tiên qua cửa nào tính cửa đó chuyện tông môn để sau trước tiên phải hóa giải nguy cơ có thể ập lên đầu mình đã rồi lại nói đi đứng ở trước cửa sổ nhìn về phía sa mạc phía xa xa yến trục thiên quay đầu lại hỏi đệ tử gật đầu nói không sai đã rút lui yến trục thiên toàn bộ đều đã rút lui sao đệ tử có chút do dự chúng ta không đủ nhân lực đến cùng bên đối phương có bao nhiêu người tới thì không có cách nắm giữ toàn diện được không biết đã rút lui toàn bộ hay chưa yến trục thiên trầm mặc chuyện này không thể trách đệ tử trong môn được y là người không mang đủ nhân lực tới đây chỉ dẫn theo vài đệ tử có hiểu biết để phục vụ việc này mà thôi cũng không có cách nào không thể mang được quá nhiều người tới làm loại chuyện này được phải dẫn theo người có thể tuyệt đối tin tưởng xem ra chúng ta cũng nên đi thôi chuẩn bị một chút rút lui đi yến trục thiên buông tiếng thở dài nơi đây không có cách nào nắm giữ tình huống một cách toàn diện được, cũng không dám khẳng định Bách xuyên cốc trước đó có báo cáo tin này lên thánh cảnh hay không. Nếu đúng hạn thời gian thì từ nơi này gửi tin đi. Tin tức đã tới tay của đốc vô hư rồi. Vì an toàn và tính toán ổn thỏa, cho dù là y hay là gia cát chỉ đều phải sớm rời đi. ở bên trong nhà trọ, gia cát chỉ đột nhiên quay đầu, ngoài cửa có người đi qua, tia sáng phía dưới khe cửa loáng lên loáng xuống rồi có một tờ giấy bay vào. hắn giơ tay túm lại tờ giấy trên mặt đất bay vào tay hắn, mở trang giấy ra xem, phía trên là minh tín, trên thư nói cho hắn biết có thể đi rồi, lập tức trở về. Nhìn thấy ám hiệu trong thư, Gia Cát Trì không do dự nữa, ở mãi ở đây hắn cũng trở tới mức lo lắng, lo lúc nào cửu thánh cũng có thể đánh tới, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi vô biên các. Trong phủ thành, Ban Hải vội vã vào phòng của Lam Minh, báo tin ngừng. Các chủ, người đi rồi, ngồi sau án kiện cầm quyển sách nhưng đọc cũng không được yên lòng, Lam Minh bỗng nhiên đứng lên xác nhận đã đi rồi sao? Ban Hải gật đầu, vẫn âm thầm theo dõi bên đó, xác nhận đã đi rồi, trả phòng rời đi, rời khỏi vô biên các, không biết đã trốn về hướng nào. Lam Minh thở phào nhẹ nhõm, ném sách trong tay xuống một cái, ngồi xuống. Cuối cùng cũng đuổi được tên ôn thần này đi rồi. Đang lúc này, bên ngoài có người báo, tổng quản, có thư của các chủ. Hai người ở trong phòng nhìn nhau, Ban Hải nhanh chóng xoay người, bước nhanh đến cửa, sau khi nhận thư thì hỏi thư do ai đưa tới? Người tới lắc đầu, không biết, thuộc hạ cũng không dám mở thư kiểm tra, người truyền tin chỉ nói là bạn cũ lang hồ. Lại là bạn cũ lang hồ, thân sắc của Lam Minh ở bên trong co lại, người đã đi rồi còn truyền tin để làm gì? Ban Hải vẫy tay để người lui xuống, mình cũng lui vào bên trong phòng, đóng cửa lại, lúc này mới bóc thư ra kiểm tra, lúc kiểm tra cũng nhìn thấy nội dung trong thư, mày nhân lại. Trường 2008, ra Cát chỉ, ngươi là một tên khốn kiếp xác nhận sau khi thư không có vấn đề thì bước nhanh tới trước án kiện đặt thư trước mặt lam minh lam minh không cầm đầu vươn lên trên án nhìn sau khi xem thì ngẩng đầu hoài nghi nói lễ vật lễ vật gì ban hải để thuộc hạ đi hỏi thăm cái này xem lam minh phất tay ý bảo đi nhanh đi sau đó nhìn chằm chằm thư suy nghĩ ban hải nhanh chóng ra khỏi phủ thành đi từ cửa sau vào thẳng nhà trọ vẫn chưa tới căn phòng của gia cát chỉ ở trước đó mà là tới một góc phòng chứa đồ lặt vặt của nhà trọ đẩy cửa đi vào ánh mắt quét một vòng trong phòng chứa đồ lặt vặt nhìn vào một chiếc dương đặt ở trong góc phía sau có tiếng bước chân truyền tới một tên tiểu nhị của nhà trọ đi tới nhìn thấy gã ta thì đứng cửa chắp tay nói tổng quản ban hải phất tay sau khi tiểu nhị lui đi thì nhanh chóng đóng cửa lại bước nhanh đến trước cái dương rời nó ra đè lên tạp vật ở xung quanh mở nắp dương ra nhìn hơi nhíu mày phát hiện bên trong lại có một người đang nằm sống chết không rõ ở trên mặt người đó còn đính một cái mặt giả phía sau mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt thật chính là đệ tử họ ngôn đã mất tích của bách xuyên cốc tự tay sờ ở cổ đối phương khí thức bình thường chưa chết là một người sống chỉ là bị quản chế mà thôi sau đó cầm lấy phong thư đặt trên ngực của người đó mở ra xem nội dung bên trong thư nhất thời sắc mặt đại biến nhét thư vào trong ngực mình nhanh chóng khép cái dương lại sau đó rời cái dương ra khỏi cửa mang theo dương ra ngoài cùng khiêng một cái dương lớn như vậy muốn không để người khác thấy được cũng khó nhận được sự chú ý từ tiểu nhị của nhà trọ người trên đường xì xào bàn tán không biết tổng quản đang chuyển thứ gì trở về chỉ có điều cũng không có ai tham dự vào có người chủ động đi lên muốn hỗ trợ thì bị ban hải nói một tiếng cút ngay quát lùi cửa sổ hơi hé ra yến trục thiên đứng gần cửa sổ nhìn trộm ra ngoài nhìn thấy ban hải tự mình mang cái dương đi cũng yên lòng mục đích y đích thân tới nơi này chính là muốn phòng ngừa kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo tình thế bây giờ đã hoàn toàn phát triển theo hướng mà y cần phụ trách còn lại liền không tới phiên y quan tâm nữa. Rời khỏi cửa sổ, mở rộng cửa ra, trả phòng rời đi. Những người khác đều rút lui hết rồi, y là người rời đi cuối cùng, chỉ vì muốn tận mắt thấy một màn như vậy. Cái dương đó ban hải không mang về phòng của Lam Minh mà ở cửa gian phòng hỏi Lam Minh một tiếng. Các chủ, Lam Minh nhanh chóng xuất hiện đi theo phía sau gã, hai người cùng đi tới mật thất. Cái dương được đặt trong mật thất, ban hải mở nắp dương ra. Nhìn thấy người ở trong dương, Lam Minh hoài nghi nói đây là ai, đây chính là lễ vật tặng cho ta. Ban Hải móc thư trong tay áo ra đưa cho y, xem qua nội dung trong thư, mắt của Lam Minh vụt tắt ánh sáng, trong thần sắc thậm chí có vài phần hoảng loạn. Thư đương nhiên là lấy danh nghĩa của Gia Cát Trì, trong thư nói Gia Cát Trì phát hiện ở bên trong nhà trọ dường như có người đang theo dõi gã, âm thầm hạ thủ bắt người lại sau đó vạch mặt giả lên nhìn thì phát hiện giống người từng quen biết, hình như là người đốc cha phiêu miểu các của Bách Xuyên Cốc. Còn như có phải hay không, gã không nhớ rõ nhưng không dám mạo hiểm nữa, hoài nghi mình đã bại lộ, vì lý do an toàn nên đã rời đi trước. Đương nhiên, cũng không quên nhắc nhở bên này, không biết đối phương có phải đã phát hiện việc Lam Minh và mình liên lạc với nhau hay không, nói chung đối phương dường như không chỉ có một người, bảo Lam Minh cẩn thận một chút, nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì lập tức trốn sang chỗ thiệu bình ba. Người đốc cha của phiêu miểu các, Lam Minh cầm thư trong tay có cảm giác sợ hãi đến ra đầu tê dại, nhất là trong thư nói không biết có phải đã phát hiện ra gia cát trì chạm mặt y hay không càng làm cho y có cảm giác đổ mồ hôi lạnh hiện tại xem như lam minh đã hiểu tại sao gia cát trì lại đột nhiên rời đi hóa ra là bị dọa sợ chạy nuốt một ngụm nước bọt cúi người lấy tay sờ xem người trong dương còn sống hay không ban hải ở bên cạnh nói một câu người còn sống tự tay xác nhận còn sống lam minh thẳng người lên thở dài một hơi nói cứu hắn tỉnh lại lập tức hỏi rõ lúc này ban hải nghe theo người trong dương bị sách ra, sau khi thi pháp thư khí, đối phương mới yếu ớt tỉnh lại. Trợn mắt lên thấy ngay hai người trước mắt, đệ tử họ ngôn bỗng nhiên cả kinh, trước đó đang yên lành di chuyển trong nhà trọ, vừa đi qua góc sẽ đột nhiên bị người ta đánh ngất đi, bây giờ nhìn thấy ban hải mới phát hiện đã rơi vào tay bên nào. Hắn ta không biết Lam Minh nhưng nhìn thấy ban hải đi bên cạnh đó, mà trên hai ống tay áo còn thiêu kim văn giao long, còn có dáng vẻ trừng hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì đã đoán được là ai, trong lòng vô cùng khủng hoảng thấy hắn ta đã tỉnh lại, làm mình trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Đệ tử họ ngôn nào dám khai ra cái gì? Ánh mắt cuốn quyết lóe lên, mình bị bắt cũng không biết đồng môn thế nào. Cái khác thì không dám xác định nhưng có thể biết trước được kết quả của mình, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Thế nào cũng là một lần chết, hắn ta đã không còn gì để nói nữa. Hắn ta thử thi pháp, không chút nào ngoài dự đoán, pháp lực đã bị quản chế. Làm mình tùm áo đánh bốc một cái bàn tai, lại đẩy ra thở hổn hển gầm nhẹ, Khổ thần đan, dùng khổ thần đan cho ta. Không có một chút tính nhẫn nại nào, cũng không có thời gian kiên trì nói chuyện nữa, trực tiếp dùng chiêu tra tấn ngoan độc. Bị một cái tát đánh cho miệng mũi chảy đầy máu, đệ tử họ Ngôn kinh hãi. Ban Hải đã bóp mồm hắn ta ra lấy một viên thuốc mạnh mẽ nhét vào miệng của hắn, nhanh chóng thi pháp hỗ trợ phát tán độc tính của khổ thần đan. Nhanh chóng, đệ tử họ Ngôn liền ngã trên mặt đất kêu rên thống khổ, không lâu sau liền suýt chút nữa xé rách mình mười ngón tay cào vào cơ thể đến ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Đứng nhìn, Lam Minh và Ban Hải đều mang vẻ mặt lo lắng, không có chút không đành lòng nào. Đệ tử họ ngôn không có nghị lực chắc tuyệt trời sinh như viên cương cùng Tây Môn Tinh không, rất nhanh liền không chịu nổi nữa. Trong sự đau khổ không gì sánh được chợt gào lên một tiếng bi thương. Ta khai, hừ, Lam Minh nghiêng đầu ra hiệu một cái, Ban Hải nhanh chóng tiến lên chế trụ người lại, nhét một viên giải dược vào miệng đối phương, nhanh chóng thi pháp giúp đỡ áp chế dược lực và độc tính mang tới sự đau khổ. Sau một lúc lâu, đệ tử họ ngôn cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại trong sự đau khổ, nằm trên mặt đất thoáng thở phì phò, đã không còn ra hình người nữa. Từ trên cao nhìn xuống, Lam Minh nhìn chầm chầm hung ác hỏi. Ngươi là ai? Đệ tử họ ngôn suy yếu lại bất đắc dĩ nói. Đệ tử Bách Xuyên Cốc ngôn triển, ngôn triển, ban hải hơi suy nghĩ, cả kinh nói. Các chủ, thuộc hạ từng chú ý tới danh sách, trong đám đệ tử của Bách Xuyên Cốc tiến vào đội đốc cha phiêu miểu các thật sự có cái tên này. Lúc này Lam Minh dẫm một cước lên ngực ngôn triển, lạnh lùng nói. Vì sao lại ở chỗ này? Canh người, ngôn triển hỏi đâu đáp đó, kể chuyện từ đầu chí cuối. Chân tướng của chuyện đó vừa nói ra, Lam Minh gần như sợ đến hồn phi phách tán, ra lực đá kịch một tiếng, ngôn triển bị đá bay đụng vào tường, để lại trên tường một vũng máu, đụng phải tường làm đầu óc vỡ toang, rơi trên mặt đất co quắp vài cái liền không còn động tĩnh nữa thở hồng hộc, vẻ mặt bất kham, phát hiện ra Gia Cát Chỉ đã hoài nghi đúng, hơn nữa chân tướng so với Gia Cát Chỉ lo lắng còn càng đáng sợ hơn. Ban Hải cũng hoàn toàn luống cuống, các chủ, làm sao bây giờ, có phần bị chuyện đột nhiên ngoài ý muốn phát sinh này làm cho bối rối, có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, lúc này gã mới hiểu ra là do hai người mình sơ xảy dẫn tới bại lộ. chương 2009, chuyện lạ liên tiếp xảy ra một. Làm mình lấy thư ở sau lưng ra, trên mặt là thần sắc tuyệt vọng, tay run rẩy. Gia Cát Trì, ngươi là tên khốn nạn, tổ tông tám đời nhà ngươi không được mộ yên, tự nhiên chạy tới chỗ ta để làm gì? A, à, ngửa mặt lên trời bi thống hét lên rồi cầm thư xé nát bấy. Sau khi phát tiết, vô lực lão đảo lui về phía sau mấy bước, thất hồn lạc phách nói. Xong, xong rồi, đầu ban hải cũng sắp nổ tung đi tới đi lui vài vòng, sau khi tỉnh táo lại một chút, trầm giọng nói. Các chủ chờ một chút, ta đi xem bọn lý chính pháp còn ở đó hay không. Dứt lời nhanh chóng lắc mình đi, đợi một hồi, ban hải lại vội vã quay về, mặt mang thần sắc tuyệt vọng nói. Các chủ, người đã đi mất, đã trả phòng rời đi rồi. Tiến lên kéo cánh tay của Lam Minh đang tuyệt vọng, các chủ, nơi đây không ở nổi nữa, bên Bách Xuyên Các đã báo cáo đối tượng tình nghi lên đốc vô hư rồi, chuyện như thế này đừng nói là rơi vào tay đốc vô hư, cho dù rơi vào tay thánh tôn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đi thôi, còn không đi chỉ sợ cũng không kịp nữa. Đi, đương nhiên phải đi, vừa nhận được khẩu cung, Lam Minh liền biết mình không trốn không được, nếu không thì là đang đùa với cái mạng nhỏ của mình. Nhưng y không cam lòng là đột ngột như thế, một phát liền biến mình trở thành chó nhà có tang, nếu không còn là các chủ vô biên các cao cao tại thượng nữa, thiên hạ còn ai kính nể y nữa đây. Tất cả oai phong lẫm liệt cũng bị mất, từ nay về sau còn phải lén lút trốn chui trốn lủi, làm y sao có thể cam tâm được không cam lòng cũng vẫn phải đi bằng không nếu bị bắt lại bị dằn vặt tra tấn là điều có thể tưởng được hai người nhanh chóng chuẩn bị công việc thoát thân tài vật có thể mang đi đương nhiên là phải mang đi hết lam minh thu thập tài vật ban hải thì mang theo mấy con kim xí nhận và đưa tin cơ mật cuối cùng hai người điều khiển một con tòa kỵ phi cầm trực tiếp rời đi trước khi đi ở trong phủ thành có người hỏi bọn họ đi đâu lam minh nói muốn đi thánh cảnh không có ai dám ngăn cản trong mật thất biệt viện mao lư nhiều hiểu đạo vừa trở về không lâu đang ngồi trước án, đang ôm tinh thần lệnh nghiên cứu, muốn xem thử trong đó còn manh mối gì khác hay không. Thân hình vân cơ quẹo vào bên trong phòng, một bức mật thư đặt trên bàn ở cạnh hắn. Bên vô biên các nhắn lại nói tất cả thuận lợi, mọi người đã an toàn rút lui. Nhiều hiểu đạo ồ một tiếng, vuốt vuốt một chỗ nhô ra trên tinh thần lệnh, cầm mật thư kiểm tra, sau đó mỉm cười. Hướng phát triển tình thế khống chế không hề sai sót, không uổng công ta bảo hắn tự thân xuất mã, sẽ không có vấn đề gì, làm mình không chạy cũng ổn. Người hắn tán dương là Yến Trục Thiên, trong thư nói tình hình cụ thể khi làm cho đệ tử của Bách Xuyên Cốc biến mất, nói rằng sau khi bắt ngôn triển bỏ vào dương thì rời đi rồi mới báo cáo cho bên này. Những chuyện này lúc đầu không ở trong kế hoạch, thuần túy là tùy cơ ứng biến, có vài kế hoạch chỉ có thể có phương hướng đại thể, không thể nào đoán trước được hiện trường sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể xem tình huống mà tùy cơ ứng biến thôi. Sở dĩ Yến Trục Thiên báo cáo cho bên này cũng là bởi vì đây không phải chuyện đùa, cần để người khống chế toàn bộ cục diện ở bên này biết được, tránh việc xảy ra sơ hở dễ ngang, có đôi khi một sai sót nhỏ rất có thể là chí mạng, không thể lơ là được. Nếu thật xuất hiện sai lầm, bên này biết cũng có thể bổ cứu đúng lúc. Kết quả làm cho Nghiêu Hữu Đạo rất hài lòng, đây cũng là kết quả trong dự liệu của hắn, ngay từ đầu mời Yến Trục Thiên xuất mã chính là vì chắc chắn. Đường đường là trưởng môn Linh Tông, theo lý thuyết không thể ngay cả một chuyện nhỏ này cũng không làm xong chắc chắn có năng lực làm việc nhất định cũng bởi vì chuyện trọng đại đề phòng ngộ nhỡ chỉ có thể mời yến trục thiên tự thân xuất mã bằng không chuyện như vậy cũng không cần tự mình trưởng môn linh tông tới làm việc đương nhiên cũng là vì bảo mật vân cơ có một chuyện khó hiểu trên tay lam minh chắc chắn nắm giữ số lượng thám tử nhất định ẩn thân trong phiêu miểu các sao ngươi không khống chế hắn trong tay mình ngược lại lại giao cho thiệu bình ba nghiêu hữu đạo đặt lại thư trên bàn cười ha hả nói. Cô nhóc này, không thể ăn thịt một mình được, thiệu bình ba cũng cần được chút ích lợi. Nếu mọi người liên thủ hợp tác rồi mà muốn đào góc nhà người ta thì khó tránh việc khó ăn nói. Thật sự vân cơ không nhịn được mà liếc mắt, rõ ràng ngay từ đầu song phương đã phá lẫn nhau, lời này nàng tin mới lạ. Nhìn thấu suy nghĩ lệch lạc của nàng, như hữu đạo giải thích vài câu. Nhìn vào một vấn đề không thể tính toán được mất, thiệu bình ba có thể ngoan ngoãn đi làm tiên sinh dạy học cũng là bất đắc dĩ bị ép mà thôi, lực lượng trên tay hắn có khiếm khuyết có lam minh âm thầm hiệp trợ bằng vào năng lực của thiệu bình ba thì có thể làm được không ít chuyện vân cơ ngươi không sợ thiệu bình ba mượn cơ hội xoay người uy hiếp ngươi sao tên kia không phải dạng hiền lành gì ngươi nên hiểu rõ hắn hơn ta chứ nghiêu hữu đạo chính là bởi vì sợ hắn không khống chế được sợ hắn làm ra loại chuyện gì đó ta phải từ phương diện lớn bóp chết lập trường của hắn bây giờ lam minh đang ở tình huống nào cấu kết với lam Minh rồi chứa chấp lam minh hắn sẽ không có đường lui, cũng chỉ có thể đối nghịch với cửu thánh. Vân cơ bừng tỉnh hiểu ra, chiêu này là muốn ép thiệu bình ba hoàn toàn đứng về phe mình. Tay nghiêu hữu đạo vuốt phe tinh thần lệch, hơi hít mắt nói. Cho dù về quốc bị diệt, hay là tề quốc bị diệt, cho dù cuối cùng tấn quốc có thể nhất thống ba nước phía tây hay không, chỉ cần thiệu bình ba có lực lượng, hắn sẽ không giới hạn ở thân phận tiên sinh dạy học nữa, những người ở tấn quốc chưa chắc là đối thủ của hắn. Ngược lại, ta hy vọng hắn có thể chi phối được thế cục tấn quốc, vân cơ nhìn hắn một cái lúc này mới hơi hiểu được dụng tâm âm hiểm của người này từ sau khi trở về từ thánh cảnh sức mạnh không giống nhau thế cục cũng không giống đã hơi có thể bao quát cả thiên hạ rồi nghiêu hữu đạo thu hồi lại tâm tư đứng lên đi lại trong phòng nói lam minh không có đường lui nữa bây giờ có thể tiến hành bước kế tiếp có thể bước lam minh giao ra vài thứ rồi vân cơ hỏi tiếp vật gì vậy nghiêu hữu đạo cái chết của hồng vận pháp còn nữa phái người tới mật báo cho ra các trì phía sau chắc chắn còn có những mạng lưới tin tức khác, bắt Lam Minh giao hai mạng lưới này ra. Vân Cơ kỳ quái hỏi, ngươi muốn cái này làm gì? Như Hữu đạo dừng bước quay đầu nói, cửu thánh đang gấp gáp, người đốc trà của các phái cũng gấp gáp, các môn phái cũng gấp gáp, ta nói rồi, cần phải giúp người của chúng ta làm ra thành tích mới được. Cũng không thể để cửu thánh dễ dàng dẹp được chuyện này đi, tùy thời tung manh mối ra làm tội danh của Lam Minh là thật, tốt nhất là làm bên thánh cảnh hoài nghi việc làm mất vô lượng quả có liên quan tới Lam đạo lâm ta muốn xem thử kết thúc của Lam Đạo Lâm sẽ như thế nào. Vân cơ không nói, dùng ánh mắt là lạ để nhìn hắn, cũng là một người, từng bước, từng bước thay đổi thành thế này. Nhịn không được buông tiếng thở dài, không phải ngươi đã tốn công ở bên ô thường làm chuyện vô lượng quả phát triển về hướng lữ vô song rồi sao? Hiện tại lại muốn chuyển hướng sang Lam Đạo Lâm, hai chuyện chẳng phải là trái ngược à? Như Hữu đạo tiếp tục thong dong nói, hướng phát triển về phía lữ vô song là giải vây cho triệu hùng ca, cũng là để tự chúng ta giải vây, tránh việc bị ô thường theo dõi không buông. Người yên tâm, hiện nay ô thường sẽ không trực tiếp nhằm vào lữ vô song. Ô thường càng không có phản ứng với lữ vô song càng nói nên chúng ta sẽ an toàn khi đối mặt với ô thường. chương 2010, chuyện lạ liên tiếp xảy ra. hai. Vân cơ, vì sao, đối với chuyện này, nhiều hiểu đạo không giải thích, chuyện liên quan đến ma điển không tiện nói nhiều. Ô thường không thể làm lộ ma điển ra được, nếu không lấy được chứng cứ ra thì không có khả năng nhảy ra tố cáo lữ vô song được bằng không không có cách nào nói rõ nguyên nhân sau đó chỉ nói một câu người cứ chờ mà xem thiên đô phong phiêu miểu các hữu sứ nhạc quang minh vội vã đi vào chủ điện trình một bước mật báo cho hoắc không trường lệnh bên bách xuyên cốc truyền mật báo tới bọn lý chính pháp có hành động hoắc không nhận mật báo xem qua tình hình cụ thể thì mặt có vẻ lưỡng lự Điều động hơn trăm đệ tử Bách Xuyên Cốc đi qua đi lại nhiều lần bên vô biên các, muốn làm gì? Nhà Quang Minh lắc đầu, dường như Lý Chính Pháp bảo mật nghiêm ngặt với chuyện này, chỉ biết là đang truy xét người nào đó, tình huống cụ thể thám tử bên kia cũng không nắm được rõ. Hoác không trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài nói. Chỉ mong đừng có xảy ra chuyện gì nữa, vẻ mặt vô cùng phiền muộn, gần đây thật sự có quá nhiều chuyện phiền lòng, trước đó là chuyện của Gia Cát Trì, bây giờ hắn còn phải tỏa chấn ở đây để truy tra, ai ngờ bên thánh cảnh lại xuất hiện chuyện có thể chọc thủng trời, tự nhiên xuất hiện việc vô lượng quả bị trộm, sợ bóng sợ gió, người người đều bị điều tra. Có thể dự liệu được, bước tiếp theo sẽ tra tới bên này. Mà người đốc tra là đám chuyên môn bới móc thích tìm việc, chuyện ra các chỉ vừa xuất hiện, người đốc tra của các phái cũng bị gác đao lên cổ, bị ép tới nghẹt thở. Bây giờ Lý Chính Pháp lại đang huy động nhiều nhân lực như vậy, thật sự là làm người ta lo lắng. Nhà Quang Minh nhắc nhở một câu, trường lệnh, người đốc tra vốn nhằm vào nội bộ phiêu miểu các, động tính hiện giờ sợ là không thoát được liên quan tới phiêu miểu các. Hoác không quay đầu hỏi vặn lại, vậy người bảo ta làm sao bây giờ? Hiện tại lỗ hổng nhiều như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào để che lại, bên trên chỉ cần có kết quả, chính là cần chúng ta làm tốt chuyện, đâu thèm quan tâm tới phiền toái gì, ta có thể làm người đốc tra ngưng truy tra sao? Nhà Quang Minh không nhịn được thì thầm một câu, nhóm Thánh Tôn thì thế nào? Từng chuyện đều chưa làm xong, Đồng thời bắt làm nhiều chuyện như vậy, nhiều người hơn nữa tập trung lại, làm đi làm lại cũng chịu, không làm xong nổi tất cả mọi việc. Hoặc không, ngươi cho rằng nhóm Thánh Tôn muốn như vậy à? Những chuyện trước mắt này có chuyện nào không cần gấp, chuyện ra cát chỉ có thể không tra sao, chuyện vô lượng quả bị trộm có thể không tra sao, nhạc quang minh ngội vàng chữa lại, ý của thuộc hạ không hoàn toàn là như thế, chính là cảm thấy chuyện gì cũng súm lại xuất hiện cùng lúc. Đều xuất hiện lúc Thánh Tôn muốn chỉnh đốn phiêu miểu các khiến cho tất cả nhân viên đều vội vàng bận rộn, ta luôn cảm thấy có đâu đó không đúng, việc này không phải có người đứng sau dở cho quỷ gì chứ. Hoặc không im lặng không nói gì, thật ra hắn cũng có cảm giác này. Từ sau khi bắt đầu chỉnh đốn phiêu miểu các, đủ loại quái sự lần lượt phát sinh. Đầu tiên là cái chết một cách kỳ quặc của Hồng Vận Pháp, tiếp đó là nghiêu hữu đạo một nhân viên đốc tra bị ám sát, cho tới tận bây giờ, chuyện càng làm càng lớn đã gần như làm người ta muốn phát điên rồi, muốn không khiến người ta hoài nghi có vấn đề cũng khó. Giành chính quyền dễ, nắm chính quyền khó, chỉ mong đừng nên xảy ra chuyện gì nữa, bằng không sẽ hoàn toàn loạn tùng phèo, hỏng bét, thật sự sẽ không có biện pháp ứng phó nữa. Sau khi trầm mặc, hoắc không chợt khó hiểu thở dài một tiếng. Phía dưới thung lũng đầy mây mù không thấy ánh mặt trời, suốt ngày bị bao trùm trong sự âm u. Bên trong cốc thỉnh thoảng có người lén lút ló đầu kiểm tra bốn phía, diệp niệm ngồi trên một tảng đá trên mặt trong lòng đều tràn đầy phiền muộn có một số việc ngay từ đầu cảm thấy có đạo lý nhưng sau khi làm liền phát hiện không còn chút nào hợp lý cả ngay từ đầu một nhóm người trong vô lượng viên đều cảm thấy truy sát người của băng tuyết thánh địa là một biện pháp hay nhưng sau khi chạy qua đây cũng dần bắt đầu lo lắng cửu thánh đâu phải kẻ ngu làm như thế thật sự có thể lừa được họ hay sao sau khi đi tới bước này mỗi một người đều không quay lại được rồi muốn về cũng không được thời gian kéo càng dài càng không dám trở về. Có vài người cảm thấy không sao cả, 30 năm trước vốn ở trong vô lượng viên, không chạy cũng lo lắng chịu liên lụy, nếu cứ như vậy, không bằng như thế này, có thể sống tạm trong chốc lát thì biết thế mà thôi. Nhưng Diệp Niệm thì không giống, hối hận, nhưng cũng không dám trở lại bên kia nữa. Bây giờ một nhóm người trốn tránh ở đây, thiếu ăn là một phần nhỏ, không có tiếp tế tiếp viện tài nguyên tu luyện, cả ngày chờ đợi lo lắng sợ hãi sống qua ngày mới là chuyện lớn. Vô hư thánh địa, trên sơn nhai bên ngoài vô hư thánh điện, đốc vô hư đứng chắp tay, tâm tình hơi phiền não, việc diệp niệm mất tích cũng khiến trong bụng ông ta tích hỏa. Đệ tử tư thiếu đông bước nhanh đi tới phía sau ông ta, hai tay dâng một bức mật thư, bẩm báo. Sư Tôn, nhận được báo cáo nhanh của nhân viên đốc cha ở Bách Xuyên Cốc, tìm được tung tích của Gia Cát Chỉ rồi. Đốc vô hư bỗng nhiên quay đầu, mắt đầy tinh quang, trầm giọng nói. Ở đâu, tư thiếu đông, ẩn thân ở vô biên các, vô biên các, dám trốn ở vô biên các. Đốc vô hư có chút bất ngờ, một phát xé mật thư trong tay ra, tự mình kiểm tra nội dung trong thư, nhìn thử thì chân mày chợt nhướng lên một cái, thốt ra một cái tên. Lam Minh, trong lòng tư thiếu đông thầm than một tiếng, chuyện này thật hay giả còn chưa biết, chỉ có điều đoán chắc người của Bách Xuyên Cốc dám báo cáo lên như vậy chắc chắn không thể là giả được. Gã cũng không biết Lam Minh đã làm cái gì, cửu thánh chỉnh đốn phiêu miểu các, đối tượng là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ, không thể nào nhầm vào những người ở tầng chót được. Việc này của Lam Minh vừa lộ ra, chỉ sợ cửu thánh sẽ càng thêm hoài nghi những người như bọn họ, càng nhắm vào người như bọn họ để động thủ. Lam Minh đã đến địa vị như vậy còn không thành thật, sao lại cứ muốn tự làm khổ mình như thế? Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, chính là bởi vì đã tới địa vị nhường đó, không có khát vọng nào khác, chỉ có khát vọng trường sinh mà thôi, chờ mắt nhìn mình chết giả ai mà cam tâm được. Cho dù người phía dưới sợ là cũng không dám có suy nghĩ này, nhưng cửu thánh cũng sẽ không tránh khỏi hoài nghi, loại mâu thuẫn ngầm này dường như vĩnh viễn khó giải. Nhìn một lúc, nhìn thấy Lý Chính Pháp báo cáo rằng đã rút lui, hai mắt của đốc vô hư hơi trợn lên, khuôn mặt hiện lên sắc giận dữ. Không ở lại theo dõi, người chạy cũng không biết, ai để bọn chúng rút lui. Tư thiếu đông cẩn thận nói, sư tôn, chuyện này cũng có thể hiểu được, sau khi một tên đệ tử vô duyên vô cớ mất tích trong nhà trọ thiên hồ, vẫn biết là tình huống khẩn yếu nhưng nhất định cũng sẽ lo bị Lam Minh phát hiện ra đây chính là địa bàn của lam minh khẩn cấp rút lui cũng là chuyện hợp tình hợp lý bằng không rất dễ bị lam minh diệt khẩu đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tin tức này cũng chưa chắc có thể truyền tới gã không phải đang giúp người của bách xuyên cốc nói chuyện mà là đang trần thuật sự thật lý trí đốc phô hư hừ lạnh một tiếng việc này tạm thời không đề cập tới đưa lại thư cho gã lập tức sao chép ra bảy bức nữa gửi cho bảy người còn lại ngoại trừ lam đạo lâm ta không đợi được bọn họ tới ta tới vô biên các trước xem còn có thể bắt được ra các trì hay không. Vâng, tư thiếu đông chắp tay lĩnh mệnh, vèo, thân hình đốc vô hư lóe lên, nhảy lên không chung rời đi. Lại xảy ra chuyện rồi, hai, tư thiếu đông nhìn theo, bất đắc sĩ thở dài, cảm giác cục diện bây giờ dường như có hơi mất khống chế. Nội ngoại thánh cảnh, khắp nơi đều xảy ra chuyện bất ngờ. Trường 2011, Lam Minh tìm nơi nương tựa. Tông môn bách xuyên cốc, phía sau núi nơi mấy vị thái thượng trưởng lão tiềm tu, trưởng môn âm như thuật cùng chư vị trưởng lão đều có mặt đông đủ, cả đám người gương mặt trầm như nước. Âm như thuật thông báo toàn bộ sự việc cho mọi người. Nhận được tin của Lý Chính Pháp, được biết bởi vì tình huống ngoại ý muốn mà Lý Chính Pháp không thể không báo chuyện của Lam Minh lên rồi rời khỏi đó, âm như thuật liền không dám giấu giếm nữa, bằng không một khi chuyện bị làm lớn thì trưởng môn như ông ta không có biện pháp nào ăn nói với tông môn. Một đám người đã nghiêm khắc mắng Lý Chính Pháp một trận, mắng thì mắng mắng xong còn phải đối mặt với hiện thực cũng có người trách cứ trưởng môn lại dám lừa gạt không báo nhưng có thể lý giải được tình huống trước mặt âm như thuật làm sao dám công khai được hiện tại một đám người đều không biết làm thế nào cho ổn trong lòng đều sợ hãi chỉ có thể chờ đợi kết quả không biết là phúc hay hỏa tới mà thôi tấn kinh lam minh tới chậm chạp không dám lộ diện sau khi quan sát kỹ càng xác nhận ổn thỏa do dự mãi lam minh mới tìm tới cửa đổi một bộ trang phục khác Thiệu Tam tỉnh dẫn y tới thư phòng của Thiệu Bình Ba. Bên trong thư phòng người quen cũ gặp lại, mặt Thiệu Bình Ba đầy tiếu ý chắp tay hành lễ. Tiên sinh đột ngột đến đây, không tiếp đón từ xa được, cũng xin tiên sinh thứ tội. Lam Minh nhìn gã một chút, không có phản ứng, tự nhiên đi tới phía sau án kiệt, ngồi ở vị trí của Thiệu Bình Ba, tự tay cầm tờ giấy chưa khô trên bàn xem một chút, lại đặt trở lại, lại cầm lấy bút trên bàn lên ngó nghiêng. Thiệu Bình Ba có phần không hiểu được thái độ của y là có ý gì, đi tới trước án thử hỏi. Tiên sinh đột nhiên tới là có gì phân phó vậy? Lạch cạch, à, bút trong tay Lam Minh Thuận tay ném lên bàn, nét mực trên đầu bút làm dơ mặt bàn, người dựa vào lưng ghế, dường như không để ý hỏi. Lần này ta tới là muốn tìm ngươi để nương tựa, sắp xếp cho ta một chỗ ẩn thân ổn thỏa đi. Tìm ta để nương tựa, Thiệu Bình Ba hơi giật mình, sau đó cười nói. Tiên sinh nói đùa, tiên sinh có chuyện thì cứ nói thẳng, ta sẽ nghiêm túc lắng nghe lam minh chậm chạp nói chuyện ta liên hệ với gia cát trì bị bại lộ rồi không có cách nào tiếp tục ở lại vô biên các nữa nhất thời đi nơi khác cũng không biết có ổn thỏa hay không không thể làm gì khác là tới nơi của ngươi trước đây cũng là ý của gia cát trì bại lộ liên hệ với gia cát trì ý của gia cát trì là như thế nào thiệu bình ba hoài nghi khó hiểu hỏi tiên sinh lời này của ngươi sao ta nghe không hiểu nhỉ lam minh ta nói còn chưa đủ rõ hay sao ngươi không ngu xuẩn đến mức đó đấy chứ thiệu bình ba xua tay giải thích ta nghe không hiểu có ý gì rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy làm mình nghĩ tới thôi đã bực mình lão già ra các chỉ chết tiệt kia bị người ta theo dõi cũng không biết lại còn chủ động tìm tới ta y kể cặn kẽ đầu đuôi chuyện đó một lần thiệu bình ba càng nghe thì mắt càng trợn lớn hơn sau khi nghe xong sắc mặt đại biến nóng nảy. vậy ngươi còn không trốn đi còn dám chạy tới chỗ ta sao Lam Minh nhướng mày nói: "Làm sao? Trước đây xin ta tới, hiện tại muốn đuổi ta đi hay là muốn qua sông đoạn cầu?" Bộp, vỗ lên bàn, lượn ra ngoài bàn, túm vạt áo của Thiệu Bình Ba lại. "Nếu không phải ngươi làm chuyện tốt lộ nhóm người của ta, ta có thể rơi vào kết quả này hay sao? Ta cho ngươi biết, nếu ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng chạy không được." Thiệu Bình Ba từ chối trả lời, đôi tay nắm lại vào nhau, muốn phát tác, nhưng thực sự không có biện pháp làm gì, không thể làm gì khác hơn là nhéo tay mình. Sắc mặt khó coi nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó, ngươi xác nhận ngươi không bị theo dõi chứ? Nếu trong tình huống chưa thể xác nhận mà ngươi lại chạy tới đây, đến lúc đó mọi người không ai chạy được." Hừ, Lam Minh hừ lạnh một tiếng đẩy gã ra, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong thư phòng. "Chuyện đó thì ngươi yên tâm, ta đã xác nhận xong hết rồi mới dám qua đây." Thiệu Bình ba truy hỏi: "Trước đây việc ngươi liên hệ với ta có còn ai khác biết được hay không?" Lam Minh Mặc dù có vài thủ hạ của ta nhưng trên cơ bản cũng không biết ta với người lui tới, cho dù biết cũng đều là người trên một chiếc thuyền với ta, giữ bí mật còn không kịp, không ai dám nói lung tung đâu. Nghe y nói như vậy, thiệu bình ba hơi yên tâm chút, không để ý tới nếp uốn trên ngực áo mà chậm rãi đi tới phía sau án kiệt, lại ngồi vào chỗ mà Lam Minh mới vừa ngồi, nhíu mày suy tư, sau một hồi lâu chợt bộc một tiếng, một trưởng vỗ lên bàn, dáng vẻ hận không chỗ phát tác. Chúng ta bị chơi xỏ rồi. Lam Minh đang đi loanh quanh chợt ngơ ngẩn đi tới trước án, hai người nháy mắt đã đổi vị trí, hỏi có ý gì? Thiệu Bình Ba cắn răng nói chúng ta bị đám khốn khác tính toán, ra cát chỉ cố ý bại lộ tung tích. Hai tay Lam Minh chống lên bàn, hơi cúi người nói một đám khốn khác ý ngươi chỉ chỗ mà ra cát chỉ đang nương tựa. Thiệu Bình Ba trừ bọn họ ra còn ai có thể điều khiển được ra cát chỉ? Lam Minh suy nghĩ một cái, hơi lắc đầu nói chuyện đó chỉ sợ là ngươi hiểu lầm rồi thiệu bình ba bị Bì y nói cho sừng sốt nói vậy là sao lam minh bên ta bắt được đệ tử của bách xuyên cốc tra tấn bước cung ra chân tướng không liên quan gì tới gia cát trì cả còn tưởng là cái gì thiệu bình ba giờ khóc dở cười lam đại các chủ ngươi có thể dùng đầu óc một chút không thế gia cát trì chạy tới dựa vào ngươi tìm ngươi nhờ che chở điều này có thể sao là bên kia trước một bước bắt được gia cát trì qua đó làm sao có thể tặng lại tay ngươi được ngươi cảm thấy có khả năng đó sao nếu bên kia thật sự muốn gian lận, muốn cho người phát hiện tung tích của Gia Cát Trì thì có thừa biện pháp, chỉ cần có tâm làm bại lộ, chuyện này có khăn gì à? Đã bị hại tới mức đó, cho tới giờ còn chưa kịp phản ứng, Thiệu Bình Ba thật sự không biết vị này làm sao có thể lăn lộn tới hôm nay. Nếu không phải do Lam Đạo Lâm bảo hộ, chắc rằng đã sớm bị người ta giết chết rồi. Đầu óc kiểu này còn dám âm thầm gây sự ở phiêu miểu các, thông đồng với hạng người như này, gã ngẫm lại mà thấy sợ. Lam Minh chống hai cánh tay trên bàn rơi vào mộng mị, tiện đà mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính là bởi vì hiểu ra nên răng như sắp nghiến gãy cả, trên mặt là vẻ dữ tợn, không nhịn được nỗi lòng. Cẩu vật, dám hại ta, thiệu bình ba liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, giơ tay lên ý bảo y im lặng. Người nói bé bé thôi, Lam Minh cũng liếc nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói. Rốt cục những người đó là ai, nói cho ta biết đi. Chuyện đã tới mức độ này, Lam Minh đã rơi vào tay gã, Thiệu Bình Ba sẽ càng không thông báo chuyện đó với y, mượn cứ nói. Bây giờ ngươi đang trong cơn bực bội, nếu thật chạy tới đó tức là muốn chết. Hiện tại ta không nói cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, trước tiên ngươi cứ yên tĩnh một thời gian, chờ ngươi tỉnh táo lại, có vài lời lúc đó mới nói cũng không trễ. Lam Minh, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, là ai? Thiệu Bình Ba xua tay, trước tiên cứ bình tĩnh đã, chuyện khẩn yếu nhất của ngươi bây giờ là tìm một nơi ẩn thân, cho ta chút thời gian suy nghĩ và sắp xếp chút xem xem ngươi nên ở đâu mới thích hợp. Lam Minh cả giận nói, hiện tại ta phải biết người hãm hại ta là ai. Thiệu Bình ba chợt đứng lên, ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ là tình huống gì sao? Cửu Thánh bao gồm cả phụ thân của ngươi sẽ lập tức tìm ngươi ở khắp nơi, chỗ này của ta khắp nơi là tai mắt của Hắc Thủy Đài, ngươi ở lâu ở đây, một khi gặp phải hiểm nghi nào thì ngươi nên biết sẽ có kết quả gì. Ngươi cứ đi trước đã, sau ta sẽ mau chóng liên hệ với ngươi chương 2012, liên thủ đánh Lam Đạo Lâm một Nghe được lời này, Lam mình có chút khẩn trương, không dám ở lại lâu nữa, chỉ có điều vẫn ngoan cố để lại một câu. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Dứt lời phất tay áo rời đi, nhìn theo người biến mất ở ngoài cửa, sau đó trong miệng thiệu bình ba phun ra một chữ. Ngu xuẩn, chờ một lúc, thiệu tam tỉnh đến báo tin. Người đi rồi, đại công tử, hắn đến có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện lớn, làm mình bị người ta phế đi phân nửa năng lực rồi, trở thành chó nhà có tang, chúng ta bị người ta đùa giỡn. Thiệu Bình Ba nói tình huống đại khái ra, Thiệu Tam tỉnh nghi ngờ nói, rốt cuộc bên giả vô quần muốn làm gì, thủ đoạn của người này thâm sâu khó dò, ta cũng rất muốn biết hắn muốn làm gì, đẩy một viên đá quý giá nóng phỏng tay cho ta như thế, ta cũng không tin nếu ta có chuyện gì thì hắn có thể khá hơn. Thiệu Bình Ba hơi nổi giận, sau đó lập tức ra lệnh cho Thiệu Tam tỉnh đưa tin cho giả vô quần, chất vấn xem rốt cuộc giả vô quần muốn như thế nào, vẫn chưa hết, có phải muốn cá chết lưới rách hay không. Gã muốn xem bên giả vô quần sẽ trả lời thế nào, sau khi xác nhận xong mới tiến hành sắp xếp cho Lam Minh, bằng không cứ hổ đồ bị người ta chơi chết cũng không biết có chuyện gì. Nói thật, liên tiếp chịu thiệt trong tay giả vô quần, giả vô quần muốn làm gã liền làm, ngay cả nói cũng không được nói, quả thực như gã là người vô hình, thêm nữa còn không biết rõ tình huống sau lưng, không thể nào phán đoán, gã thật sự hơi sợ giả vô quần rồi. Sư Tôn, nhận được thư của người trong thánh cảnh, tám vị thánh tôn khác đã lần lượt ra khỏi thánh cảnh. Trong thiên lam thánh điện, đệ tử thanh cửu vội vã vào bẩm báo. Đang tự mình lật xem hồ sơ của phiêu miểu các không biết đang tìm cái gì, làm đạo lâm từ từ ngẩng đầu, hồ nghi nói. Bọn họ đều rời khỏi thánh cảnh rồi. Vâng, thanh cửu đáp, chờ một lúc sau thì hơi trần chừ nói. Trước đó đệ tử có nhận được tin tức nói là một trong tam đại phái của Hàn Quốc, nhân viên đốc tra của Bách Xuyên Cốc Chú ở phiêu miểu các đột nhiên triệu tập hơn trăm người hoạt động ngay ở vô biên các, không biết đang làm cái gì, không thông báo gì, không biết có liên quan gì đến việc này hay không. Vô biên các, Lam Đạo Lâm chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói, vì sao không sớm báo, thanh cửu hơi căng thẳng nói, sư đệ là các chủ của vô biên các, vốn đệ tử tưởng rằng hay là chờ sư đệ tự mình báo lên thì tốt hơn, ai ngờ lại chậm chạp không thấy có tin tức gì. Để ta đi xem sao, Lam Đạo Lâm dứt lời liền đi, vèo một cái, thân ảnh bắn ra ngoài điện. Vô biên các, trong lòng mọi người đều cảm thấy hoảng loạn, tu sĩ lui tới vô biên các đột nhiên đều bị khống chế, chỉ có thể vào, không thể rời đi. Nhân thủ khống chế vô biên các ngay từ đầu chính là đệ tử của Bách Xuyên Cốc mà Lý Chính Pháp dẫn tới. Đệ tử Bách Xuyên Cốc đương nhiên không thể khống chế được vô biên các, nhưng có chỗ dựa là một trong cửu thánh đốc vô hư, tình huống đã không còn giống bình thường nữa. Sau khi đốc vô hư rời khỏi thánh cảnh, không phải tới để đánh nhau, dựa vào một mình ông ta thì không thể quản chế hết được vô biên các, nhưng tốc độ của ông ta quá nhanh, thế lực thủ hạ của mình theo không kịp, ngay cả kim sĩ đưa thư cũng chưa tới kịp tay người nhận. Sau đó trước tiên chạm mặt với Lý Chính Pháp đang đợi lệnh, lệnh cho Lý Chính Pháp truyền pháp lệnh của ông ta phong tỏa vô biên các, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Có trên trăm người lấy cờ hiệu của đốc vô hư để phục vụ quản chế, người lui tới trong vô biên các không ai dám không nghe lệnh, lúc này đã khống chế được vô biên các. Đồng thời với việc khống chế, Độc vô hư còn ra lệnh cho Lý Chính Pháp dẫn đường, trước tiên chạy tới căn phòng trước đó ra cát chỉ ở, phá cửa mà vào. Nơi đó nào còn bóng dáng của gia cát chỉ nữa, còn làm cho khách trọ mới tới sợ vỡ mật. Sau đó Đốc vô hư xông thẳng tới phủ các chủ của vô biên các tìm Lam Minh, kết quả hỏi ra thì Lam Minh cũng không ở đó, nói là tới thánh cảnh rồi. Có phải thật tới thánh cảnh hay không, Đốc vô hư mặc kệ, ra lệnh cho Lý Chính Phái lập tức triệu tập nhân viên của các đại phái đang trú đóng ở đây tập trung tới, do Lý Chính Pháp thống lĩnh tăng mạnh việc quản chế với vô biên các. Sau đó, bảy thánh khác cũng lần lượt chạy tới, được biết ra các chỉ đã chạy, Lam Minh cũng không thấy đâu nữa. Sau khi hỏi thời gian Lam Minh rời đi thì lập tức đưa tin liên hệ với nhân viên trông cửa ở Thánh Cảnh, xác định xem Lam Minh đã trở về bên trong Thánh Cảnh hay chưa. Cửu Thánh thì đã xuất hiện 8 người rồi, quy mô và động tĩnh này, trên dưới vô biên các có ai dám dũng cảm di chuyển. Nơi này là địa bàn của Lam Đạo Lâm, tuy tám thánh đáng sợ nhưng người trong phủ thành vẫn có vài người dựa vào lý lẽ biện luận một chút nhưng tám người căn bản không rảnh để ý tới đừng nói là tám người cho dù một mình đốc vô hư cũng sẽ không để họ vào mắt phát hiện không thấy người nữa thì lập tức tổ chức nhân thủ lục soát toàn diện phủ thành lam minh cùng ban hải rời đi quá vội vàng sơ soát một điểm là còn chưa xử lý thi thể của môn triển bị lục soát ra từ mật thất của phủ thành người của bách xuyên cốc đương nhiên biết là ai thi thể được mang tới trước mặt đốc vô hư thể hiện rằng người bị mất tích đã tìm được, đã bị ngộ hại. Là ai hạ độc thủ không biết, nhưng thi thể nằm trong mật thất của phủ thành, có thể suy đoán ra được. Cũng cơ bản ấn chứng được suy đoán trước đó của Lý Chính Pháp, đánh rắn động cỏ, Lam Minh và Gia Cát chỉ biến mất rất có thể có liên quan tới chuyện này. Sau khi bảy thánh khác tới khống chế được toàn diện, có một số việc không có khả năng bằng vào lời nói một phía của Lý Chính Pháp được, bắt đầu tiến hành xác định toàn diện. Ngay trước mà tám thánh Lý Chính Pháp nói cận kẽ quá trình tra xét từ đầu tới cuối. Men theo quá trình, tám thánh bắt đầu xác định từng việc một, không thể ở chỗ này xác định tình huống rồi mới xử lý được, trước mắt có thể thẩm tra từng việc một để xác định. Mấy người Lý Chính Pháp vào ở, Gia Cát Trì vào ở, Gia Cát Trì mang mặt nạ chạm mặt với Lam Minh, thủ vệ ở cửa ra vào phủ thành chứng kiến, đương nhiên nắm chặt nhiệm vụ thủ vệ. Thủ vệ nói như thế nào cũng coi như là người của Lam Đạo Lâm, đâu chịu nói ra chuyện bất lợi với Lam Minh lập tức bị nghiêm hình thẩm vấn, cuối cùng mới khai ra tình hình thực tế. Còn Nguyên Sắc cũng lập tức đưa tin cho trưởng lệnh hoác không của phiêu miểu các, ra lệnh trước tiên phái nhân thủ ra truy bắt tên nhân viên của phiêu miểu các trước đó đám lý chính pháp canh chừng, ban đầu xác định tình huống mà lý chính pháp bẩm báo. Cho tới lúc này, Lam Đạo Lâm mới muộn màng đi tới vô biên các. Ở trên trời nhìn thấy vô biên các đã bị quản chế, nhìn chỗ đất trống cao nhất trong phủ thành có một hàng tám thánh đang đứng đó, Lam Đạo Lâm giận tím mặt dáng từ trên trời xuống, một mình đối mặt với tám người vẫn nộ quát các ngươi muốn làm gì khuôn mặt của tám người hoặc không chút thay đổi hoặc cười nhạt đốc vô hư lấy quyển khẩu cung ở sau lưng ra phất tay ném về hướng lam đạo lâm tự ngươi xem đi lam đạo lâm tóm được vào tay cảnh giác nhìn tám người rồi mở quyển trục ra phát hiện đã cầm ngược thì điều chỉnh lại kiểm tra nội dung trong đó nhìn mà giật mình chiếu theo nội dung có nói nếu là thật trước đây gia cát chỉ đúng lúc thoát thân được chắc chắn không thoát được liên quan với con trai mình trong lòng ông ta biết rõ, việc này có 89 phần 10 là thật, trong lòng ngập lửa giận hận không thể xé tan tên nhiệt xúc kia. Ông ta sắp xếp cho Lam Minh ở đây chính là muốn Lam Minh xa rời thị phi trong thánh cảnh, muốn Lam Minh có được một cái chết già. Cũng đã từng nhắc nhở nhưng tên nhiệt xúc này lại không nghe, còn dám ở sau lưng mình làm ra loại chuyện này, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. chương 2013, liên thủ đánh Lam Đạo Lâm 2. Mặc dù trong lòng căm tức, nhưng ánh mắt vẫn ngước lên quét mắt nhìn tám người còn lại một cái vung đồ trong tay lên hoang đường điều này có thể chứng minh cái gì làm sao biết không phải là do tám người các ngươi dở trò quỷ đốc phô hư hơi phất tay lý chính pháp đang run sợ trong lòng lộ diện còn có cả một thủ vệ của vô biên các bị hành hạ đến thương tích đầy mình có phải dở trò quỷ hay không trong lòng ngươi tự biết rõ toàn bộ nhân chứng đều ở đây nếu ngươi không tin thì tự mình mang về chậm rãi tra xét đi Mắt lạnh của Lam Đạo Lâm đảo qua nhân chứng, ánh mắt lại quay lại nhìn tám người. Nếu như trong lòng không có quỷ thì vì sao không cho ta biết? Đốc phô hư, có ai từng giấu ngươi sao? Ngươi nhất định phải tới, còn cần thông báo sao? Ô thường hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc lữ vô song một cái, chợt quát Lam Đạo Lâm. Lam Đạo Lâm, nói đi, chuyện trộm vô lượng quả trong vô lượng viên là do ai làm? Lời này vừa nói ra, mấy người khác vô thức nhìn về phía y. Lam Đạo Lâm tức giận chỉ, ô thường, Người có ý gì, ô thường, vô lượng quả há là thứ có thể một mình trộm được, ra cắt chỉ làm thế nào đột phá tới nguyên anh kỳ, hai cha con ngươi chỉ e biết rõ trong lòng nhỉ. Vô lượng quả bị trộm, đám lý chính pháp thầm kinh hãi, lúc này bọn họ đã hiểu rõ tình hình hơn. Làm đạo lâm gầm lên, nhà tướng dưới tàng cây là do ngươi bố trí, chứ ngươi ra, không ai có thể lặng yên không một tiếng động tới gần được, ta thấy là do ngươi vừa ăn cắp vừa la làng. Há lại cho ngươi lấp liếm, ô thường hừ lạnh một tiếng thân hình được bao quanh hắc vụ, chợt lóe lên. Hai thân ảnh trong nháy mắt va chạm vào nhau, mạnh mẽ thổi gió ra bốn phía, một câu nói không hợp, ô thường và lam đạo lâm đã nhau vào chém giết. Đất sung đá bay, tiếng ầm ầm đột ngột vang lên, đám lý chính pháp kinh sợ lùi lại. Từ trên không trung, hai thân ảnh đánh nhanh, tiếng quát của ô thường truyền tới. Tên kẻ trộm này mưu đồ làm loạn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, các người còn do dự cái gì? Bảy người phía dưới nhìn nhau một lượt, cuối cùng vèo vèo bắn về phía không trung. Trong nháy mắt tám người chuyển sang thế liên thủ, điên cuồng vây công. Càng nói càng thêm vô lý, tại sao lại không cho ta nói tiếp? Tiếng gầm của Lam đạo lâm quanh quẩn, thân như mị ảnh lượn vòng quanh tám người, thân pháp tinh diệu khiến tám người khó có thể ngăn trở. Chín người đánh trên trời dưới đất, động tính có thể nói là long trời lở đất. Những cây cầu tinh mỹ kéo dài từ vô biên các lên thiên hồ nhất thời tan vỡ dễ như trở bàn tay, chín người đánh tới cây cầu nào liền phá hư cầu tới đó người không tránh kịp không phải là bị thương mà là bị gió mạnh cuốn bay cả người dư uy của cuộc đấu này căn bản không phải là thứ mà những người khác có thể chịu đựng được toàn bộ cục diện tạm thời bị khống chế của vô biên các nhất thời mất khống chế chưa từng nhìn thấy cuộc tranh đấu kinh người như vậy người người đều cảm thấy bất an sợ bị vạ lây người vô tội nhao nhao thoát về tứ phía hoàn toàn hỏng bét rồi người vây công trong mắt chỉ có lam đạo lâm lúc này ai cũng muốn nhân cơ hội ép lam đạo lâm vào chỗ chết nào còn dư sức để ý tới người khác nữa lam đạo lâm nhanh chóng không chịu nổi nữa lưu vân mỹ ảnh xuyên qua thân ảnh của tám người đột nhiên biến mất trong nháy mắt đã trốn vào thiên hồ tám thân ảnh đồng thời đuổi tới ầm hồ nước nổ vang cột nước dâng tận trời bốn phía bị đập cao bao vây dưới sự tập kích của hồ nước tiếng ầm ầm sụp đổ liên tiếp vang lên dưới uy thế kinh thiên động địa bóng người tứ tán vô biên các không còn lại chút gì vô biên các đứng vững ở đây lâu như vậy đã hoàn toàn biến mất trong sa mạc vô biên này chỉ còn lại một cái hồ nước Mạch nước ngầm dưới đáy hồ cuồn cuộn kịch liệt, không lâu sau đó liền yên tĩnh lại. Gió nhẹ nổi lên trong sa mạc rộng mênh mông, đột nhiên ầm một tiếng nổ vang, cát bay tứ tung, một thân ảnh chui ra phá không rời đi, chính là Lam Đạo Lâm. Hồi lâu sau, trong hồ nước bình lặng lần nữa cuồn cuộn mạch nước ngầm, một con quái vật đóng băng lớn nổi lên mặt nước. Tuyết Bà bà đứng ở trên thân giao long đã đóng băng, quải trượng trong tay cắm vào đầu giao long, còn có hai con nữa cũng đã bị giết, chỉ có điều đã bị chìm vào đáy hồ chờ một chút đám ô thường lần lượt nổi lên mặt nước tám người nhìn nhau đều lắc đầu tám người liên thủ truy sát vào sâu trong hồ nước phát hiện bên dưới là một cái thủy mạch rất sâu không biết đi về phương nào trong hồ có ba con dao long đột nhiên xuất hiện ba con dao long mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ nhưng có uy lực vô tận trong nước bị ba con dao long này quấn thân khiến cho lam đạo lâm trốn mất nếu như đã động thủ thì không thể đơn giản tha cho hắn chạy trốn được để lại hai người thủ ở đây những người còn lại tìm kiếm xung quanh, ý của chư vị thế nào? Đốc Phô Hư hỏi một câu, ánh mắt của tám người đụng vào nhau, sau khi thống nhất ý kiến liền dựa theo đó mà chấp hành. Cửa vào thánh cảnh, làm đạo lâm hiện thân, xông vào thánh cảnh, phi vào thủ khuyết sơn trang tìm được nhân thủ của thiên lam thánh địa, lấy giấy và bút mực tự tay viết một phong thư rồi sai người đó lập tức chuyển qua thiên lam thánh địa. Còn chính ông ta lại nhanh chóng rời đi, đi thẳng tới đại la thánh địa. Người vừa đến, đại la thánh địa trở nên loạn cao cao. Lam Đạo Lâm không nói hai lời, đại khai sát giới, cuối cùng một phát tóm lấy cổ của La Phương Phỉ, bắt người bay lên không trung. Khụ khụ, ngã xuống đất, xa như lai phun ra mấy búng máu. Sau khi xác nhận việc cây quả nở hoa trong vô lượng viên, hắn không muốn ngây người ở vô lượng viên nữa, bên kia liên hệ với Nưu Hữu đạo cũng không tiện, nhất là thời điểm rối loạn như thế này. Thêm nữa, La Phương Phỉ rất dính hắn, không muốn chia lìa quá lâu với hắn. Xa như lai hơi lộ ý muốn đi. La Phương Phỉ lập tức quấn lấy cha mình không ngừng rong dài. La Thu có bất công với con gái của mình bao nhiêu cũng không thể không làm chút chuyện liên quan đến xa như lai mà con gái muốn. Cuối cùng phái người triệu hắn trở về. Ai ngờ người vừa về chưa được bao lâu liền gặp phải chuyện như thế này. Hắn có thể cảm nhận được, làm đạo lâm vẫn hạ thủ lưu tình với đồ đệ kiêm con rể của La Thu là hắn, bằng không cái mạng này của hắn sợ là không giữ được rồi. Nhưng lúc này cũng đã bị đánh trọng thương, mắt mở trừng trừng nhìn Lam Đạo Lâm bắt La Phương Phỉ đi, lực lực tranh lệch quá xa, vô lực ngăn cản. Đại công tử, giả vô quần gửi thư đến là phái người tự mình đưa đến, người truyền tin nói chờ người hồi âm rồi mang về luôn. Trong trường Thái học, Thiệu Bình Ba đang nói chuyện với một đám tiên sinh dạy học, đợi nói chuyện xong, tiên sinh dạy học rời đi. Thiệu Tam Tiên đi đến bên cạnh Thiệu Bình Ba nhắc nhở một câu, móc thư từ trong tay áo ra. Thiệu Bình Ba hơi ngoài ý muốn, vậy mà lại tự mình phái người tới truyền tin, ý thức được, chắc là nội dung trong thư cực kỳ cơ mật, sợ để lộ bí mật chỉ đành phái người có thể tin được đưa thư tới đây. Nhận được mở ra kiểm tra, là hồi âm của giả vô quần, đối với chất vấn của bên này, giả vô quần không có gì nhắn nhủ, chỉ nói với hắn làm vậy không phải là để hại hắn. Lam Minh để lại cho hắn đủ để chứng minh thành ý của giả vô quần, mục đích làm như vậy là muốn mượn Lam Minh khơi màu phân tranh giữa cửu thánh. Hiện tại, giả vô quần muốn bên này làm cho Lam Minh giao ra mạng lưới khi diệt khẩu hồng vận pháp, còn cả mạng lưới thông báo tin tức cho ra các trì, Lấy tội của Lam Minh khiến tình thế không thể bất loạn, tiếp tục khuấy động phong vân. Trong thư giả vô quần nói, tin rằng bằng vào năng lực của Thiệu Bình Ba, làm cho Lam Minh nói ra hai mạng lưới này hẳn là không thành vấn đề. Chương 2014, để cho Thánh La sát thử xem. Sau khi khép thư lại, ánh mắt Thiệu Bình Ba nghiêm túc, âm thầm cắn răng nói. Đây căn bản là mưu đồ đã lâu, từ lúc vừa mới bắt đầu tìm tới ta, từng bước một đã sớm nằm trong kế hoạch của đối phương rồi chỉ hận ta hoàn toàn không biết gì về tình huống sau lưng đối phương, lại trở thành quân cờ của người ta, đáng hận. Thiệu Tam tỉnh thử hỏi, đại công tử, có phải báo lên hai mạng lưới kia không? Thiệu Bình Ba trầm mặc, thiên lam thánh địa gần như vắng vẻ không người, sau khi nhận được thư mà Lam Đạo Lâm đưa tới, người hầu như đều đã chạy sạch rồi. Trong một cái lồng kim loại bên trong nhốt tám người, nữ nhi la phương phỉ của La Thu, thủ hạ của ô thường trưởng lão Hắc Thạch, nghĩa tử của tuyết bà bà Bạch Vô Nhai, thủ hạ của nguyên sắc nguyên phi. Nói chung, người có chút quan trọng với tám đại thánh đều bị Lam Đạo Lâm tiện tay bắt tới đây. Tám đại thánh cũng không ngờ Lam Đạo Lâm lại đột nhiên đánh bất ngờ, không kịp tránh cho nên mới như vậy. Mà lúc này Lam Đạo Lâm đang đứng chắp tay sau lưng phía trên lồng sắt. Ở dưới chân ông ta là nơi nhốt tám người, bất kỳ lúc nào ông ta cũng có thể dễ dàng chu diệt tám người đang bị nhốt ở đây, cam đoan không ai có thể chạy trốn. Trước đó, tám người đốc vô hư cùng nhau chạy tới, nghe đồn ở sào huyệt của mình đã xảy ra chuyện không cần nghĩ liền quay về luôn một màn trước mắt khiến sắc mặt của tám người hơi trầm xuống cha la phương phỉ ở trong lồng sắt hô to một tiếng ý cầu cứu rất rõ ràng la thu mặt lạnh băng chỉ nhìn nữ nhi thêm chút thấy nữ nhi không có việc gì thì không hé răng nữa không thể hiện tâm tình gì tuyết bà bà lên tiếng đầu tiên lam đạo lâm người muốn như thế nào lam đạo lâm lạnh nhạt nói không phải ta muốn như thế nào ta ngược lại muốn hỏi các ngươi muốn như thế nào. Nếu muốn trở mặt, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, e rằng ta không phải đối thủ của tám người các ngươi nhưng nếu ta muốn đi thì các ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn cản được ta. Thái độ rất rõ ràng, nếu muốn cứng, ông ta sẽ giết mấy người này trước. Mục Liên trạch trầm giọng nói, thả người ra, thả người, Lam Đạo Lâm cười nhạt, do các người gây sự trước, bây giờ một câu nói nhẹ nhàng thả người liền có thể bỏ qua hay sao? Trường Tôn Di, Ngươi chạy đến nơi ở của bọn ta giết không ít người, ta khuyên ngươi nên một vừa hai phải thôi, đừng nên quá phận. Làm đạo lâm, các người đúng là giỏi lèo lái vấn đề, việc các người muốn bắt ta vào chỗ chết thì sao, người nào quá phận đây? Tuyết bà bà nói, ngươi muốn giải quyết như thế nào đây? Làm đạo lâm, ta giải quyết như thế nào đều được, nhưng phải xem thái độ của các ngươi. Đốc phô hư, ngươi không phải là muốn bảo đảm cho con trai ngươi đấy chứ? Làm đạo lâm, quy củ chính là quy củ, chỉ cần xác nhận là hắn làm, tùy ý các ngươi xử trí, ta không biết dạy con, cam nguyện bị phạt, quyền khống chế vô biên các ta có thể giao ra. Mấy người nghe xong thì chán ngấy, vô biên các đã bị hủy trong lúc đánh nhau, còn nhường cái dám à. Tám người nhìn nhau, lại nhìn người của mình đang bị nhốt, cuối cùng vẫn dùng ánh mắt để thống nhất ý kiến. Quả trượng trong tay tuyết bà bà đập lên nền đất, được, cứ quyết định như vậy, thả người đi, làm đạo lâm, nói hay quá nhỉ, bây giờ chỗ ta không có một bóng người, trước tiên ta giữ lại bọn chúng bồi ta đã, chỉ cần các ngươi không gây ra động tính gì, đương nhiên sẽ có người mang bọn họ về. Nhiều lời vô ích, tám người cũng không nói thêm nữa, mỗi người tự rời đi trở về nơi của mình. Một trận tranh đấu người chết ta sống cứ như vậy đơn giản thỏa hiệp với nhau, chuyện Lam Đạo Lâm bị vây công không so đo nữa, còn chuyện Lam Đạo Lâm giết người trong tám thánh địa, tám thánh cũng không truy cứu, xem như là huề nhau, lần nữa trở về kết cấu cửu thánh như trước. Tám thánh không muốn thôi, nhưng không có biện pháp nào khác, trước không thể giết chết Lam Đạo Lâm nên không thể không chấp nhận cục diện này được. Giữa cửu thánh, có ai mà không muốn duy ngã độc tôn so với những người khác. Nhưng rất khó thành công, trước đó có không ít tu sĩ Nguyên Anh nhưng lại đào thải còn có mấy người bọn họ không thể không có nguyên nhân. Không nói thực lực của người nào trong số họ tối cường hơn, mà mỗi người đều có bản lĩnh bảo toàn tính mạng riêng. Trước đó 8 người liên thủ không thể giữ chân được Lam Đạo Lâm lại chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lúc này bọn họ cũng chưa chắc nắm chắc, không nắm chắc mà lại lấy cứng đối cứng cũng không có kết quả gì, còn làm tính mạng của Tâm Phúc mình bị liên lụy. Làm chuyện không có lợi còn có thể làm cho Lam Đạo Lâm chó cùng rứt dậu tạo phiền phức khắp nơi cho bọn họ. Nếu bọn họ liên thủ lại thật sự có thể giết được Lam Đạo Lâm, bọn họ chưa chắc sẽ quan tâm tới tính mạng của đám con tin. Ngược lại, nếu không thể đắc thủ, làm cho Lam Đạo Lâm thoát được, quay lại tập kích quấy rối các phe còn không biết người nào khổ hơn trước mắt kết cấu cửu thánh còn có sự tồn tại của phiêu miểu các chính là kết quả dị dạng mà bất đắc dĩ của chín người khó khăn phải chấp nhận trước khi đi ô thường quay đầu liếc mắt nhìn lam đạo lâm biết mình cổ động liên thủ tấn công đã thất bại biệt viện mao lư phân cơ vội vã vào mật thất đưa mật thư cho nghiêu hữu đạo bên thánh cảnh có tin tức sốt cuộc đã tới đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa nghiêu hữu đạo bỗng nhiên trợn mắt nhanh chóng tự tay nhận thư mở ra xem chuyện xảy ra ở vô biên các mắt thấy liên tụy tới quá nhiều người rồi. Cửu thánh đánh đập tàn nhẫn, tám thánh liên thủ vây công Lam Đạo Lâm, bây giờ đã không phải bí mật gì nữa, chấn động thiên hạ. Nơi đây cũng có khống chế một vài cửa hàng của vô biên các, sau khi chuyện xảy ra thư cũng truyền về đây trước. Kết quả sau đó thì không biết được, nhiều hữu đạo vội vã muốn biết tám thánh đã giết chết Lam Đạo Lâm hay chưa. Nhưng mà tin tức mà xa như lai truyền tới làm cho hắn thất vọng, tám thánh liên thủ cũng không thể giết chết được Lam Đạo Lâm. Trở về từ vô biên các, vào tới thánh cảnh, làm đạo lâm đã bắt con tin ở tám thánh địa, song phương lần nữa thỏa hiệp. Chậm rãi thả thư trong tay xuống, như hữu đạo yên lặng, giữa lông mày hiện lên tâm tình chán nản. Lần đầu tiên, phát hiện vô lượng quả bị trộm, được biết tám thánh liên thủ truy sát tuyết bà bà hắn còn ôm kỳ vọng, sở dĩ chưa thể giết được tuyết bà bà có thể là do nguyên nhân tám thánh bị trúng độc. Mà lần này... Tám thánh liên thủ truy sát Lam Đạo Lâm vẫn không thể đắc thủ làm cho hắn hiểu được nguyên nhân căn bản của chuyện này cho dù là ai trong cửu thánh cũng không có cách nào dễ dàng giết được. Vân cơ nhìn thấu tâm tình của hắn đột nhiên thấp đi, rất ít khi thấy hắn như thế, không khỏi hỏi. Đã như ngươi mong muốn, gây xích mích thành công, vì sao còn mất hồn như vậy? Hai, ngồi xếp bằng ở đó, như hữu đạo chợt ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi còn chưa nhìn ra sao, mỗi người trong cửu thánh đều có bản lĩnh riêng, muốn giết bọn chúng rất khó. Vân cơ không cho là đúng, điều đó là đương nhiên, giả sử cửu thánh có thể dễ dàng giải quyết thì làm sao có thể quân lâm thiên hạ nhiều năm như vậy được. như hữu đạo lắc đầu, người còn chưa hiểu ý của ta, phân cơ, có ý gì, nghiêu hữu đạo lại thở dài một tiếng, người còn chưa nhìn ra sao, tám thánh liên thủ, nhiều lần không làm gì được một người, có thể thấy được bản lĩnh của riêng mỗi người. Đừng nói là những tu sĩ Nguyên Anh trong tay chúng ta, ta lo cho dù có trên trăm tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Hắn đã tính qua một lượt, tám thánh không diệt nổi một người, bên hắn cho dù có gộp hết người lại thì có thể mạnh hơn tám thánh hay sao? Vân cơ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng trầm mặc. chuyện này không phải là không có khả năng, giữa Nguyên Anh và Nguyên Anh có tranh lệch rất lớn. chương 2015, địch ngoài sáng ta trong tối, một mất một còn một. Bằng không, vì sao nàng không dám đối mặt với cửu thánh? Tựa như tu sĩ Kim Đan vậy, cũng là tu sĩ kim đan một trăm tu sĩ kim đan cũng chưa chắc có thể đánh thắng một cao thủ hàng đầu trong cảnh giới kim đan mà cửu thánh chiếm giữ thiên hạ nhiều năm như vậy không ai có thể lay động đã có thể nói rõ vấn đề giống như nàng chỉ sợ có tiềm tu lâu hơn nữa cũng không dám chính diện chống lại cửu thánh nàng suy nghĩ một hồi rồi nói then chốt ngoại trừ bản thân cửu thánh thì không ai biết thực lực bọn họ sâu cạn thế nào người mới vào cảnh giới nguyên anh có ai dám tự ý đứng ra được thánh la sát nếu không để thánh la sát thử xem nghiêu hữu đạo đã sớm có tính toán này thế nhưng vẫn chưa dám đối mặt với chuyện đó nhớ kẻ tham ăn kia không ứng phó được thì không khác nào dâng mạng lên cho người ta giết nhưng tình huống trước mắt sợ rằng không thử một lần không được sau đó gật đầu nói vậy thử xem chỉ là thánh la sát không thể khống chế ta cũng không dám xác định nó có phải đối thủ của cửu thánh hay không vân cơ cũng hơi lo lắng nếu ngay cả thánh la sát cũng không phải là đối thủ của bọn họ thì sợ rằng rất khó có cách nào khác Nghiêu hữu đạo, tuy rằng khó nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Ánh mắt phân cơ sáng ngời, ngươi có chủ ý rồi sao? Nghiêu hữu đạo lắc đầu, không nói nhiều, biện pháp đã có hai rồi. Một chính là chờ hắn đột phá tu vi đến Nguyên Anh Kỳ, cố gắng cứng đối cứng với cửu thánh, nhưng nhìn tình huống trước mắt thì cây vô lượng quả nở hoa sớm làm rối loạn bước tiến vững chắc mà hắn định ra, cũng không biết thế cục phát triển có thể chờ tới ngày hắn đột phá hay không. Một cái khác chính là nghĩ biện pháp phong ấn cửu thánh ở một trong ngũ giới để bọn họ vĩnh viễn không ra được. Nhưng biện pháp này nhất định phải có điều kiện tiên quyết là không làm kinh động tới cửu thánh, mang theo tinh thần lệnh, lượng thiên xích, phục tiên trượng, định thần châu và phá không kiếm trong tay mới có thể làm được chuyện đó. Những thứ đó đều là thần khí chấn quốc của các nước, muốn không kinh động tới cửu thánh mà có được tất cả trong tay dường như khả năng là rất nhỏ. Mà các nước giấu thần khí vô cùng bí mật, không đến tình trạng nước mất nhà tan, ngoại trừ cửu thánh và người nắm giữ nó thì những người khác muốn nhìn thấy thôi cơ bản cũng không thể. Ngay cả Ô Thường muốn dùng Sơn Hà đỉnh cũng phải phế đi tâm tư đó, chân tướng phía sau chuyện xuyên dính mượn đỉnh trong lòng hắn biết rõ. Mặc dù không quá có khả năng nhưng hắn vẫn cố gắng chuẩn bị kế hoạch này, bằng không sẽ không cần ép Hải Vô Cực giao tinh thần lệnh ra, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu hắn cứu ra cát trì. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn từ từ nói, trước hết để cho Thánh La sát thử xem, Vân Cơ nhớ ra cái gì đó, dáng vẻ trong lòng sợ hãi. Muốn mang Thánh La sát ra ngoài, sợ rằng ngươi phải chịu thương tích trong tay nó. Nàng còn nhớ tình hình Nghiêu Hữu Đạo bị Thánh La Sát đả thương, suýt chút nữa bỏ mạng. Nghiêu Hữu Đạo liếc mắt, nghĩ gì thế, ngươi còn muốn mang nó ra ngoài hay sao? Vân Cơ ngẩn ra, không mang ra ngoài, Nghiêu Hữu Đạo, mang làm sao? Một khi nó hiện chân thân điệp La Sát ra, lục thân không nhận, rất khó khống chế. Hơn nữa, ngay cả nó có phải đối thủ của cửu thánh hay không cũng chưa xác định được, nếu cứ vậy mà mang ra ngoài không khác nào khiến nó đi chịu chết. Điệp mộng huyến giới là địa bàn của nó, thủ hạ của nó có vô số điệp la sát, nó giao thủ với cửu thánh ở trong huyến giới thì sẽ ổn thỏa hơn. Vân cơ, ý của ngươi là muốn dẫn cửu thánh vào huyến giới. Như hiểu đạo suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này không khó, vấn đề là một khi cửu thánh liên thủ, một mình nó có thể chống đỡ được không mới là một vấn đề, người có thể xác định một mình nó có thể đồng thời đánh với cửu thánh không. Vân cơ hơi lắc đầu, không thể xác định, ngược lại ta không phải là đối thủ của nó. Nưu Hữu Đạo suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu, không thể để cho Cửu Thánh cùng vào được, Vân Cơ, làm sao khống chế được chuyện này? Chuyện vô lượng quả Cửu Thánh sẽ không dừng tay, cho nên kế hoạch lúc đầu không thay đổi. Nưu Hữu Đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sau khi suy tư một lúc liền nói: "Thả ra tin tức ra, nói 12 trái vô lượng quả trong thánh cảnh bị trộm 30 năm trước, thiên hạ này còn có 12 vị cao thủ nguyên anh kỳ đang ẩn thân, trước tiên tạo thế, làm lòng người thay đổi đã." việc này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ để Hồng Nương sắp xếp. Hai mạng lưới mà Lam Minh giao ra có thể dùng rồi, giúp ta liên hệ với mấy vị kia, ta muốn gặp bọn họ. Cửu Thánh đánh giết tàn nhẫn ở vô biên các, phá hủy vô biên các làm cho cả thiên hạ chấn động. Tin tức vô lượng quả bị trộm 30 năm trước, thiên hạ còn có 12 vị cao thủ Nguyên Anh kỳ ẩn thân, bất cứ lúc nào cũng có thể lật đổ Cửu Thánh vừa xuất hiện càng làm thiên hạ chấn động. Có người muốn lật đổ Cửu Thánh, nhất thời không biết có bao nhiêu người đang âm thầm bàn tán tấn kinh, thiệu phủ, bên trong thư phòng, ngồi phía sau án kiện, thiệu bình ba chậm rãi đặt thư thu thập tin tức xuống. Lúc nào cũng có tư thế phản công rời núi lấp biển thường trực, xem ra, bên kia thực sự bắt đầu rồi, khí phách như thế không phải ta có thể so được. Thiệu tam tỉnh ở một bên cũng hết hồn, bên kia thực sự bắt đầu tuyên chiến với cửu thánh rồi sao? Phủ thừa tướng Tống Quốc, bên trong tiểu viện an tính, nhìn thấy tin tức, giả vô quần mãi không nói gì, sau khi để thư trong tay xuống thì lắc đầu thổn thức. Nguyên Tòng hỏi, sao tiên sinh lại thở dài? Giả vô quần nâng bút viết một hàng chữ trên bảng, gió nổi mây vần, đại biến sắp tới. Đối với lời đồn đại của bên ngoài, làm sao cửu thánh không biết được, nhưng cũng không để ý tới, có lo lắng thì miệng mồm mọi người đang âm thầm bàn tán cũng không hết được, cứ tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch ban đầu là được. Dưới sự chấp hành nghiêm ngặt, người bên trong thánh cảnh thuận lợi hoàn tất tra xét, vẫn không phát hiện ra tu sĩ nguyên anh cảnh nào khác. Giải trừ khả năng nội bộ tồn tại tai họa ngầm, sau đó nhân thủ trong thánh cảnh bắt đầu tổ chức truy tìm lực lượng chạy trốn, đuổi bắt người trông coi vô lượng viên đã bỏ trốn. Ngoại trừ bởi vì những người này bỏ trốn mà truy tìm ra còn một nguyên nhân khác chính là trước đó vẫn chưa tra xét những người đó, ai cũng không thể xác định những người này có phải đã dùng vô lượng quả để đột phá hay không. Đại trận phòng hộ của vô lượng viên lần nữa được xây dựng lại. Tiếp đó, các nhân viên của phiêu miểu các bắt đầu tra xét tất cả người ngoài, tra xét tu sĩ trong thiên hạ chỉ dựa vào bản thân cửu thánh thì không thể hoàn thành được, còn phải dựa vào những người này, cho nên trước tiên phải tra xét những người này cho rõ ràng đã. Thông qua xa Như Lai biết được hành động của Cửu Thánh, được biết Cửu Thánh không bị quấy nhiễu mà tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tra xét, tâm tình của Ngưu Hữu đạo rất nặng nề. Chuyện của Gia Cát Trì và Lam Minh liên tiếp xuất hiện, vậy mà không hề ảnh hưởng tới nhịp điệu của Cửu Thánh, hắn càng cảm nhận được việc cây vô lượng quả nở hoa sớm mang tới phiền phức lớn thế nào. Hắn không thể không lo lắng, một khi tra tới bốn người Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên cùng lâm sách và văn hoa thì làm sao bây giờ? Trung Cốc chết rồi không sợ, đối với bên ngoài thì gã đã chết, trốn thế nào cũng được, nhưng bốn người kia làm sao bây giờ, chẳng nhẽ đều giả chết hay sao? Hay là đều chạy trốn, nếu thực sự như thế lập tức sẽ bị cửu thánh hoài nghi, chỉ sợ trong khoảnh khắc cửu thánh sẽ phá hủy mấy đại môn phái, chuyện này sẽ liên lụy tới sự sống chết của bao nhiêu người. Bên trong sơn cốc ưu tính, đối mặt với bốn người, như hữu đạo tháo mặt giả trên mặt xuống, gượng cười nói. Chư vị, Đều tháo mặt giả xuống gặp mặt đi. Chương 2016, địch ngoài sáng ta trong tối, một mất một còn hai. Bốn người nhìn nhau, từng người lần lượt kéo mặt giả xuống lộ ra dáng vẻ vốn có, chính là bốn người Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên, Cung Lâm Sách và Văn Hoa. Bốn người vốn dĩ đều là người quen, lúc này thẳng thắn gặp nhau, sau khi nhìn thấy là đối phương thì cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là tự mình dẫn đường cho Ngưu Hữu đạo gặp những người khác, trong lòng đã sớm biết rõ nghiêu hữu đạo bắt đầu trình bày và phân tích tình huống trước mắt với bốn người thông báo nguy hiểm sắp tới sau khi nghe xong văn hoa trầm giọng nói một khi cha được tới đầu bọn ta thì nên làm thế nào cho phải không ai có thể đưa ra đáp án đều trầm mặc ít nhiều đều có chút hối hận ai ngờ cây vô lượng quả lại nở hoa trước thời hạn chứ sớm biết tai vạ nhanh như thế thì không nên nhận vô lượng quả nhưng có một số việc hối hận cũng không giải quyết được vấn đề e rằng có cho nhóm bọn họ thêm một cơ hội lựa chọn nữa thì bọn họ vẫn sẽ chọn vô lượng quả. Ngưu Hữu Đạo nhìn phản ứng của mọi người một lượt, ngày hôm nay mời bốn vị tới chính là muốn cho bốn vị chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi tới bước đó, bốn vị chỉ có thể chạy mà thôi. Khuôn mặt Tây Hải Đường giật giật, người nói nghe nhẹ nhàng quá, môn phái của bốn người bọn ta phía dưới có bao nhiêu đệ tử, liên lụy tới tính mạng của bao nhiêu người, chuyện này nếu chỉ có cách chạy thì sẽ hại chết bao nhiêu người. Ngưu Hữu Đạo, không trốn, một khi bị tra ra, cửu thánh có thể buông tha cho bọn họ sao? Nếu trước sau đều là vậy ngoại trừ trốn còn có lựa chọn khác sao? Cũng không thể ngồi chờ chết được, các người có ai muốn ngồi chờ chết, không ai hé răng, nhưng quyết định này vô cùng chật vật. Nghiêu hữu đạo, nếu đến bước đó thì không còn biện pháp nào khác, nếu thật tra được tới đầu các phái, chư vị ghi nhớ kỹ một điểm, trước đó khẩn cấp mật báo cho đệ tử bản môn, tập thể môn phái đều phải chạy hết, dù sao cũng hơn là ngồi chờ chết. Như thế đã đến tình trạng không nể mặt mũi, một sống một còn, sẽ từ sáng chuyển vào tối, công nhiên đối nghịch với Cửu Thánh, nói khó nghe một chút chính là tạo phản, cũng không cần thiết phải sợ Phiêu Miểu các nữa, có thể không chút kiêng kỵ hạ thủ với nanh vuốt của Cửu Thánh. Nhiều người làm phản như vậy, Cửu Thánh muốn dọn sạch, nào có dễ dàng như thế. Tây Hải Đường, trong chúng ta còn không biết có bao nhiêu thám tử của Phiêu Miểu các, từ sáng chuyển vào tối có thể làm được không? chỉ sợ sẽ bị cửu thánh rút ra như nhổ củ cải khỏi đất, nhổ tận gốc rễ. Nghiêu hữu đảo, cho nên, hiện tại chư vị sẽ chuẩn bị trước cho điều đó, có thể suy nghĩ tới chuyện một khi thua sẽ phải trốn đi, làm thế nào mới có thể trốn mà không bị tìm ra tận gốc rễ. Hơn nữa, cửu thánh đã không được lòng người nữa rồi, ta tin, chỉ cần có người dám phản, nội bộ bên trong phiêu miểu các nhất định sẽ có người mật báo với chúng ta. Chỉ cần thanh thế cùng nhau, chúng ta sẽ nhất định có thể tìm được người thông báo tin cho chúng ta. Cung lâm sách, trước đó không phải ngươi nói muốn dừng việc cửu thánh tiếp tục tra xét sao? Ngưu hữu đạo, muốn dừng nhưng cửu thánh lại không hề làm theo kế hoạch đó. Xem khuynh hướng này, chúng ta không thể không chuẩn bị trước phòng ngừa vạn nhất, đây chính là mục đích ta muốn gặp chư vị. Đương nhiên, kế hoạch ban đầu không thay đổi, còn phải tiếp tục thực thi để dừng kế hoạch tra xét của chúng lại, tranh thủ làm cho cửu thánh tra xét từng bước trong phiêu miểu các, cho nên bên các ngươi cũng phải bỏ công sức ra rồi, cần phải đốc thúc để tử đốc cha của bản phái trắng trợn nhằm vào người của phiêu miều các. Chư vị, đã đến mức độ này rồi thì không cần cố kỵ nữa, chúng ta không làm gì bọn họ, bọn họ sẽ làm thịt chúng ta, cho nên tốt nhất có thể khuấy phiêu miểu các cho long trời lở đất lên, tranh thủ để bọn họ không có cách nào có thể tiếp tục điều tra nữa. Bên ta cũng sẽ không ngừng tay, sẽ tiếp tục hạ thủ nhằm vào nội bộ thánh cảnh. Nghiêu hữu đạo vừa nói vừa móc ra một trang giấy từ trong tay áo, đưa cho cung lâm sách. Tất cả các ngươi xem cái này đi, đây là mạng lưới thông báo tin tức khi bức tử Hồng Vận Pháp và Gia Cát Trì, là do Lam Minh cung cấp, tình huống của hai mạng lưới này đều ở đó, các người có thể thúc giục người đốc tra của môn phái mình hạ thủ từ đó. Sau khi bốn người thay phiên nhau xem qua, Yến Trục Thiên Cao mày nói. Việc này sợ rằng không dễ làm, người của chúng ta đột ngột bắt được những người này, muốn không khiến người ta sinh nghi cũng khó, sợ là sẽ bị bại lộ nhanh hơn. Nghiêu hữu đảo, Yến trưởng môn, chuyện đã đến mức này rồi sao ngươi còn rụt rè như vậy? Địch ngoài sáng ta trong tối, đã đến mức người chết ta sống rồi, còn có cái gì là không dám làm. Muốn tránh việc quá đột ngột thì tạo ra một lý do không còn đột ngột nữa, bắt cóc, ám sát gì gì đó đều được, chỉ cần có thể đạt được mục đích đều được, có thể nhằm vào người của phiêu miểu các để sử dụng các loại thủ đoạn, có thể khiến cho người trong phiêu miểu các cảm thấy bất an không tra ra được là tốt nhất. Đương nhiên, nhất định phải chọn người có thể tuyệt đối tin tưởng để làm việc, chuyện khác chưa hoàn thành đã bại lộ bản thân mình thì bỏ ta tin bằng năng lực của chư vị, chút biện pháp phòng bị đó không đến mức làm không được chứ. Mặt khác, chỗ ta sẽ tung ra lời đồn phối hợp với mọi người. Văn Hoa hỏi một câu, lời đồn gì, như hữu đạo, luân phiên gặp chuyện không may, bây giờ cửu thánh khá bất mãn với nhân viên đốc cha của các phái, nếu còn không đưa ra được thành tích làm họ hài lòng, tất cả nhân viên đốc cha đều phải chết. Văn Hoa, đây đâu chỉ là một lời đồn vô căn cứ thôi, tình huống trước mắt dường như chính là như thế. Như Hữu Đạo lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, cho nên cửu thánh muốn cho trưởng môn các phái hoặc túc lão trong môn dẫn đầu đảm nhiệm việc đốc tra. Tin tức này vừa xuất hiện, người đốc tra của các phái sẽ đối mặt với áp lực từ cửu thánh và môn phái của mình, nhất định sẽ điên cuồng nỗ lực, vừa lúc có thể che đậy cho các ngươi. Bốn người nghe vậy thì sắc mặt đều co quắp, dùng nhãn thần là lạ nhìn hắn, phát hiện thằng nhãi này vì đạt được mục đích thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ có điều biện pháp này rất tốt. Trên bến tàu, sau khi chất hàng và bốc rỡ, thăng phàm quay trở lại, dùng con vật kéo hàng, mọi người bận rộn làm việc nên nhìn cảnh tượng có vài phần phồn hoa. Mặt trời chiều ngả về Tây, quầy bánh nướng dẹp tiệm, hải vô cực kéo xe đẩy tay trở về. Gia Cát chỉ ăn mặc kiểu ngư ông không biết từ khi nào đã tới bên cạnh y, đi song song nhưng lại không giúp y kéo xe. Toàn thân hải vô cực là mùi khói lửa nghiêng đầu nhìn, thấy lại y thì lại nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Gia Cát chỉ thấp giọng đáp một câu ta có chút chuyện phải rời đi một chuyến, người của bọn họ sẽ phụ trách bảo vệ người. Nhìn bốn phía không có ai chú ý, hải vô cực thấp giọng nói. Lại bắt người đi làm chuyện gì sao? Gia Cát Trì, cụ thể làm gì thì chưa biết, mới vừa được bên kia thông báo, giới tu hành đã xảy ra không ít chuyện, động tĩnh không nhỏ, bên này muốn triển khai phản kích. Hải vô cực buông tiếng thở dài, đi đi, đi sớm về sớm, Gia Cát Trì hơi cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó bỗng chốc ra hiệu, Hải vô cực kéo xe đẩy đến bên cạnh, tránh được người đến người đi, đứng ở ven đường. Nhìn thấy y gài xong xe đẩy tay, trên tay bị vài vết chai, ra cắt chỉ nói. Để ngài chịu khổ rồi, Hải vô cực cười cười, dù sao cũng hơn là phải bỏ mạng. Ta cũng không yếu ớt như người nghĩ đâu, năm đó làm con tin ở Yến Quốc chịu khổ hơn nhiều so với thế này. Còn nhớ sau khi về nước gặp mẫu hậu, mẫu hậu nhìn thấy dáng vẻ của ta khóc thật đau lòng. Ai, thật muốn đi thăm mẫu hậu, chương 2017, sóng ngầm cuồn cuộn. Gia Cát Trì, sau này sẽ được gặp, nhưng hiện tại thì không được, cũng không thể thư từ qua lại. Hiện tại bên Thái Hậu chắc chắn bị phiêu miểu các coi như mồi nhử, người không ra gặp là tốt cho mọi người. Một khi người rơi vào tay phiêu miểu các, tính mạng của Thái Hậu cũng không thể bảo toàn, rất nhiều người đều chịu liên lụy khó giữ được tính mạng. Chỉ có khi người sống khỏe mạnh, Thái Hậu mới có thể sống khỏe mạnh. Hải vô cực gật đầu, Phượng Hoàng rơi xuống đất sống không bằng gà, Dân chúng bình thường dù gì còn có thể đoàn tụ với người nhà, còn ta, nước mất nhà tan, vợ con ly tán, vợ con của mình làm nô tỳ bị người ta tùy ý lăng nhục, trở thành đồ chơi của người khác, con của mình cháu của mình bị người ta tùy ý tàn sát, ngay cả tư cách gặp mặt người thân cũng không có. Nhớ lại chuyện cũ, ta cũng chỉ đành cảm khái mà thôi, bất lực. Gia cát chỉ biết đây là nỗi đau trong lòng y cho nên vẫn muốn phục quốc, chỉ có điều vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trước đây chỉ cần ta hơi rời khỏi ngài đều sẽ bất an. bây giờ dường như đã thản nhiên hơn nhiều. hải vô cực nhìn xung quanh một chút, nói một câu: thương lệnh ta đã giao cho đối phương, chỉ có thể gửi hy vọng vào bọn họ, không thản nhiên còn có thể thế nào? gia cát trì cả kinh, cái gì? một nhóm chín người của phiêu miểu các chia ra ngồi trên ba con tòa kỵ phi cầm bay khỏi bách xuyên cốc. sở dĩ nhóm này tới vẫn là vì chuyện của gia cát trì và lam minh, là tới xác định tình huống mà lý chính pháp cung cấp có một số việc nhất định phải xác định rõ ràng, dù sao liên lụy tới Lam Đạo Lâm nhất định phải điều tra rõ có hiểm nghi gì hay không. Nhưng rời khỏi Bách Xuyên Cốc chưa được bao lâu, một con tòa kỵ phi cầm khác rẽ ngang từ trên không, từng bước một phi hành ngang bọn họ. Chín người mắt mở trừng trừng nhìn đối phương tới gần, khi phát hiện trên tòa kỵ phi cầm tới gần chỉ có một người, mà người này còn che mặt kín đáo, biết đã có chuyện không ổn. Người cầm đầu quát lên, người là ai, người bịt mặt không trả lời, chỉ hành động, vèo. Nghị ảnh nhanh như chớp chợt xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai mà xuất thủ, ba tiếng rên vang lên, ba con tỏa kỵ phi cầm mất mạng trên không trung. Người bịt mặt ngang trời đánh liên kích, không một ai trong chín người là đối thủ của y. Nhìn thấy sự cường hãn của kẻ địch tới, người sống sót không thể không trốn. Người bịt mặt không truy đuổi, tỏa kỵ phi cầm ngang trời đuổi tới, y ngồi lên rồi bay xuống thấp. Lúc gần sát mặt đất như đang dò xét, một đám người bịt mặt ở phía dưới đang vây công nhân viên của phiêu miều các bỏ trốn trong đại điện nghị sự của bách xuyên cốc những nhân vật cấp cao có liên quan cảm thấy trong lòng thấp thỏm khuôn mặt trưởng môn âm như thuật mang sầu lo nghị sự với mọi người không buồn bực không được mấy ngày trước người của phiêu miểu các tới tra án ai ngờ vài ngày sau phiêu miểu các lại có người tới nữa cũng không có nguyên nhân gì khác hỏi xem người trước đó tới đã trở về hay chưa bên này đương nhiên báo là đã sớm trở về rồi song phương vừa chạm mặt lập tức đã nhận ra chuyện không bình thường theo lý thuyết người trước đó đã sớm nên về phiêu miểu các phục mệnh rồi mới đúng, bây giờ vẫn không thấy bóng dáng, cũng không thấy bất luận tin tức gì, tình huống gì đây. Ở đây đương nhiên là điều người đi tìm giúp, trưởng môn, tìm được rồi. Một tên trưởng lão đột nhiên vội vàng xông vào đại điện nghị sự, cắt đứt cuộc nghị sự của mọi người. Âm như thuật vội hỏi, người đang ở đâu, vì sao không trở về phiêu miểu các? Trưởng lão dậm chân nói, chư vị, đã xảy ra chuyện, ở nơi cách chúng ta chừng 100 mét hướng Tây Nam phát hiện ra ba thi thể tỏa kỵ phi cầm cùng năm thi thể người, còn bốn người khác không thấy tăm hơi đâu, không biết đã gặp phải độc thủ của người nào. Cái gì, mọi người thất kinh thất sắc, âm như thuật, đã xác nhận đó là người của phiêu miểu các chưa? Trưởng lão lo nghĩ nói, không sai được, vốn không tìm được, là do thợ săn ở phụ cận vô ý phát hiện ra thi thể rồi báo quan, ta tự mình đi qua xác nhận là một nhóm người của phiêu miểu các tới lần trước. Có người kinh hô, dám động vào người của phiêu miểu các, ngay cả tòa kỵ phi cầm cũng không tha, ai lại lớn gan như vậy. Ai lại có gan lớn như vậy không quan trọng nữa. Mọi người đã có chút luống cuống, người của phiêu miểu các tới đây tra án, người vừa đi, tình thiết vụ án còn chưa mang về, người cũng chưa đi xa đã gặp phải độc thủ, còn không biết có thể thoát khỏi liên quan với Bách Xuyên Cốc hay không. Cảnh nội Tân Quốc, trong một cái sơn động, hơn 10 nhân viên của phiêu miểu các bị nhét chung ở đó. Cửa có người bịt mặt hiện thân chỉ vào một người, trầm giọng quát lên. Ngươi, đi ra, ngươi bị chỉ cả giận nói. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, có biết chúng ta có thân phận gì không hả? Bất kể ngươi có thân phận gì, nếu dám không nghe lời sẽ lập tức có người tiến vào trực tiếp kéo người ra ngoài. Lôi ra ngoài động, dẫn người tới một nơi của cốc đã tràn huyết tinh, trên mặt đất đã có mấy thi thể mặc trang phục của phiêu miểu các, máu tươi còn đang không ngừng chảy, có thể thấy được vừa mới chết không bao lâu. Người đó hết hồn, bị ấn quỳ trước mặt người chủ trì tra tấn. Người cha tấn che mặt, trong tay đang cầm kiếm dính máu gác trên cổ y. Nói đi, nói chút chuyện ta cảm thấy hứng thú ấy. Người bị ấn quỷ cắn răng nói, ta không biết rốt cuộc ngươi muốn biết cái gì. Người cha tấn cười lạnh nói, cái gì cũng được, chỉ cần là chuyện ngươi biết, bất luận là chuyện gì của nhân viên phiêu miểu các hoặc bất luận chuyện gì còn chưa thấy ánh sáng đều có thể nói. Kiếm chỉ những thi thể phía sau lưng đối phương, ngươi cũng thấy đó, không nói, đó chính là kết cục. Mật thất sơn trang mau lưu. Vân cơ cầm mật thư do chính tay Nghiêu Hữu Đạo viết nhìn một lượt, là lối chữ thảo mà nàng nhìn không hiểu, nhưng nàng biết ý tứ đại khái, mới vừa hỏi rồi, là muốn truyền cho viên cương, thử hỏi. Bảo hầu tử dụ dỗ Lữ Vô Song, sau đó chuyện lộ ra ngoài, Lữ Vô Song có thể hoài nghi hầu tử không? Nghiêu Hữu Đạo, hoài nghi có ích lợi gì? Nàng ta lại không thể xác nhận, quan trọng là chuyện nàng ta muốn hầu tử làm không dám bại lộ, có hoài nghi thì nàng ta cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Người yên tâm đi, chỉ cần hầu tử nghiêm ngặt chấp hành theo phân phó thì sẽ không có việc gì cả. Ngươi đã không lo hầu tử gặp chuyện không may, ta đây cũng không cần băn khoăn nữa, ta tin cho dù hầu tử bị lộ ra chuyện đó cũng sẽ không bán đứng ngươi. Vân cơ thì thầm hai câu, xoay người rời đi, tuân mệnh đi đưa tin. Yêu ma lính, trong ma cung, triệu hùng ca vào phòng của viên cương, nhìn thấy phùng quan nhi như đang làm nha hoàn sống, đang thật cẩn thận giúp viên cương quét tước phòng, còn viên cương thì ngồi sau án kiện sắp xếp lại tình huống của người trong ma cung đây là lĩnh vực am hiểu của viên cương cũng là chuyện gã vẫn làm gần đây muốn tìm ra xem người nào trong ma cung có chuyện trên thực tế đích xác cũng bị gã phát giác ra một chút rồi triệu hùng ca đứng ở cửa xem xét một hồi trong lòng có chút buồn bực không biết đôi trai gái này rốt cục có quan hệ thế nào căn cứ vào tình huống biết được ở bên mao lư sơn trang hai người này đã sớm có quan hệ nam nữ viên cương đã làm gì vì phùng quan nhi thì mọi người đều biết cả nhưng tình huống trước mắt đôi trai gái này dường như vẫn duy trì một khoảng cách đều có phòng ngủ riêng, không hề ngủ chung. Viên cương có tính cảnh giác cao, chợt ngẩng đầu, thấy được Triệu Hùng ca đang ở cửa thì hỏi. Có việc gì, Phùng Quan Nhi cũng quay đầu lại nhìn. Triệu Hùng ca đi đến ho khụ khụ hai tiếng, Phùng Quan Nhi hiểu ý, biết hai người có việc cần đàm luận thì bưng chậu rời đi, sau khi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại. chương 2018, yêu phong tràn đầy một. Đi tới trước án, chậm chạp nói. Hai người các ngươi hà tất phải chịu đựng như vậy, cửa sổ cũng đã sớm đâm rồi lại dán thêm một tầng giấy mỏng lên là sao hả kẻ ngu cũng đã nhìn ra nữ nhân này không hề oán trách ở bên cạnh ngươi đây là đã quyết theo ngươi rồi có một số việc đừng nên làm mình phải tiếc nuối mặt viên cương không chút thay đổi hỏi ngược lại ngươi rất buồn chán sao triệu hùng ca cười ha ha mắt nhìn danh sách nhân viên và người có liên quan đến họ trong ma cung cười nói không ngờ ngươi còn có bản lãnh này lại phát hiện ra cái gì rồi sao viên cương có việc gì cứ nói, ngươi là đồ không có tinh thần, không có chút nhân tình nào. Triệu Hùng ca sùi hai tiếng, lấy mật thư trong tay áo ra, ném lên bàn. vị kia đưa cho ngươi. Viên Cương cầm lấy xem, nhìn thấy lối viết chữ thảo quen thuộc lập tức biết là thư viết tay của Ngưu Hữu Đạo. lúc này mới xem kỹ nội dung, sau khi xem thì thâm lửa thiêu hủy. Triệu Hùng ca thấp giọng hỏi, tình huống gì thế? Viên Cương trầm mặc, có một số việc cần y phối hợp, trong thư Ngưu Hữu Đạo cũng nói như vậy cho nên không lừa y, thấp giọng nói nội dung trong thư ra. Để cho Phùng Quan Nhi đi tìm La Chiếu, Triệu Hùng ca lẩm bẩm có chút khó hiểu. Viên Cương, ba ngày, đạo gia yêu cầu trong vòng ba ngày ta phải tìm được nàng về, không thể trở về quá sớm, cũng không thể trở về quá muộn, chỉ ba ngày, ta cũng phải trở về, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Hùng ca hoài nghi, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Viên Cương, không biết, nếu đạo gia đã an bài như vậy tất có nguyên nhân riêng của hắn, chúng ta chỉ cần chấp hành là được, người có vấn đề gì không? Gã đích thực là không biết Nghiêu Hữu Đạo làm vậy có ý đồ gì, đối với sự sắp xếp của Nghiêu Hữu Đạo, gã rất yên tâm, bởi vì biết Nghiêu Hữu Đạo sẽ không hại gã. Triệu Hùng ca hơi lắc đầu, việc này đơn giản, ta không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là nữ nhân kia, phải để nàng phối hợp mới được. Viên Cương, chuyện này giao cho ta, ta sẽ nói với nàng, được, để ta đi an bài. Triệu Hùng ca gật đầu, nhanh chóng rời đi, thiên đô phong, phiêu miểu các, nhìn tin tức tình báo cầm trong tay, ngồi ngay ngắn sau án kiện, sắc mặt hoác không âm trầm. Cũng không biết từ đâu truyền ra lời đồn nói cái gì mà cửu thánh bất mãn với một loạt chuyện xảy ra gần đây, ý đồ huyết tẩy nhân viên đốc tra của các phái, chuẩn bị ra lệnh cho trưởng môn các phái tự mình đảm nhiệm việc làm nhân viên đốc tra. Có thể tưởng được, tin đồn này vừa xuất hiện có bao nhiêu ảnh hưởng với các đại phái. Trước đây, khắp nơi trong giới tu hành nào ai dám bàn tán chuyện của cửu thánh, tình trạng bây giờ dường như càng ngày càng không khống chế được, có quá nhiều người âm thầm bàn tán, nhưng dù sao cũng không thể giết sạch được. Bên thánh cảnh cũng đã nhận ra điều dị thường, hiển nhiên cũng ý thức được cuộc diện hơi không khống chế được, đã ra lệnh cho bên này tạm dừng việc truy tra ra cát trì và lam minh, trước tiên tập trung lực lượng củng cố lại nội bộ phiêu miểu các đã, nói rằng một người cũng không được bỏ sót, phải xác định tu vi của mỗi cá nhân. Đợi sau khi tra sạch nội bộ mới toàn lực truy tra những chuyện khác. Hắn hiểu được, đây là lúc mặc kệ bên ngoài để củng cố nội bộ, nhưng bây giờ cục diện loạn cao cao càng ngày càng nghiêm trọng, bên trong nội bộ phiêu miểu các không ngừng có người mất tích, xác định tu vi, tu vi của những người mất tích này có cần xác định không? Nếu thật sự có ai đột phá tới nguyên anh kỳ rồi, dùng chuyện này để tránh phải thẩm tra thì thật có thể nói là thuận theo tự nhiên, đến lúc đó người mất tích sẽ rất nhiều, muốn truy tra cũng khó. Nghiêm trọng hơn là còn không ngừng có người của phiêu miểu các bị giết. Người của phiêu miểu các bị giết có cần truy tra hay không? Nếu không tra ngồi nhìn người của phiêu miểu các bị giết cũng mặc kệ hay sao? Chết nhiều người như vậy, có cần phái nhiều người truy tra để, ngăn chặn trước hay không? Làm sao còn có thể tập trung lực lượng để xác định được? Trước khi đốt cần phải cứu hỏa đã, hiện tượng hỗn loạn xuất hiện liên tục, hắn vừa nổi giận vừa lo lắng, chỉ hận đinh vệ sớm không chết muộn không chết lại chết ngay thời kỳ này, làm hại hắn phải gánh chịu cục diện dối rắm Hiện tại hắn thường xuyên không làm việc của các trường mà phải làm những việc dâu ria khác trong phiêu miểu các, hữu sứ nhà quang minh đi nhanh vào gương mặt tiêu tụy chắp tay hành lễ sau đó đặt một danh sách ở trên bàn trầm giọng nói phía dưới truyền tới tin tức lại có 23 người mất tích 17 người bị đâm mất mạng bộp hoác không không buồn nhìn vô án lạnh lùng nói yêu phong liên tục tới yêu ma ở đâu ra nhiều thế mặt nhà quang minh cũng đầy phẫn uất quá càn rỡ hoác không nhất định là có nội gián đừng có để ta bắt được là ai bằng không ta sẽ lột ra hắn Nhạc Quang Minh thử hỏi một câu, trưởng lệnh, người hoài nghi có người nội bộ làm sao? Hoặc không, ngoại trừ nội bộ, có ai còn có thể có lá gan lớn như thế? Tu sĩ của phiêu miểu các, ai dám bất kính với phiêu miểu các, ai dám hạ độc thủ với người của phiêu miểu các? Hừ hừ, Thánh Tôn quyết định kiểm tra bên này, bên này lập tức hết chết rồi mất tích, nào có chuyện trùng hợp như vậy được, rõ ràng là có người muốn cản trở việc điều tra ra sự thật. Tiện đại ý vị thâm trường nói, Quang Minh, nếu thật sự không tìm được nội gián ở bên trong thánh cảnh, có khả năng ở trong cảnh nội nhân gian của phiêu miểu các, đây hẳn là đã bị dẫm vào đuôi, bắt đầu chó cùng rứt dậu quay lại cắn người. Ngươi xem thử xem, lôi tất cả những chuyện quái lạ ra xem thử đi, chỉ một bức tình báo khác trên bàn, nhà quang minh tiến lên bắt đầu kiểm tra, phát hiện là lời đồn muốn trưởng môn các phái hoặc túc lão tự mình đảm nhiệm nhân viên đốc cha. Sau khi nhìn qua một lượt thì để xuống, tin tức này thuộc hạ có nghe rồi, theo tin báo, trưởng môn các phái đã có phần hoảng hốt. Nói rồi nhìn xung quanh, chợt thấp giọng nói. Đây tuy là lời đồn nhưng nhóm thánh tôn chưa chắc là không có ý nghĩ này, để trưởng môn các phái đảm nhiệm chức đốc cha có thể điều động lực lượng của các phái được nhiều hơn. Lý chính phát sử dụng lực lượng lớn trong môn phái tham gia, người mà phiêu miểu các cũng không tìm được lại bị người của Bách Xuyên Cốc tìm được, hiệu quả này nhóm thánh tôn hẳn là thấy được, có lẽ xác thực là có tâm tư này. Hoặc không cũng hạ thấp giọng nhóm thánh tôn có tâm tư này hay không, ta không loại trừ khả năng đó, cho dù có tâm tư này, trước đó cũng sẽ không làm một cách đường hoàng, nhất định là nước đến chân rồi mới đột nhiên ra quyết định, không thể vào lúc này ra quyết định làm lòng người bàng hoàng được. Vâng, trường lệnh nói có lý, nhà quang minh gật đầu nói phải, chỉ có điều sau đó vẫn chỉ lên danh sách, lần nữa thấp giọng. Tiên sinh, danh sách này người tự mình xem thử đi. Nghe y nói như vậy, hoặc không ý thức được có điều kỳ quặc, lần nữa cầm danh sách lên tỉ mỉ xem một lượt nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì không khỏi cau mày hỏi danh sách này có vấn đề gì nhạc quang minh nhìn xung quanh một chút lên bậc thềm đến bên cạnh hắn ghé vào lỗ tai hắn thì thầm trong danh sách mất tích cổ chính hưng chính là người của chúng ta năm đó chuyện giết chết nữ nhân kia là do hắn tổ chức hiện tại đột nhiên mất tích thuộc hạ lo có thể xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn hay không hoác không chờ tình ngộ nhất thời kinh hãi nói hồ đồ tại sao lại như vậy Nhạc Quang Minh vội hỏi, tiên sinh yên tâm, thuộc hạ đã an bài người diệt khẩu hắn rồi, chỉ là hy vọng tiên sinh chuẩn bị trước trong lòng, phòng ngừa vạn nhất. Hoắc không hơi an tâm nhưng cũng càng thêm ưu tư hơn, người trong phiêu miêu các ngoài sáng trong tối chia bè kéo phái, qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người làm quá nhiều chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng được, có một số chuyện ngay cả hắn cũng díu líu tới. Chuyện còn phát triển tiếp như vậy, những người mất tích đó sợ là sẽ làm cho không biết bao nhiêu người phải ăn ngủ không yên chương 2019, yêu phong tràn đầy hai Thông qua việc này, hắn biết rõ, người của phiêu miểu các đột nhiên bị ám sát nhiều như thế, đột nhiên mất tích nhiều trước nay chưa từng có như thế, đột nhiên xuất hiện tình huống này chắc chắn là chuyện làm rất nhiều người bất ngờ. Nhưng trong một thời gian ngắn hạ thủ được với nhiều người như vậy, còn có thể không để lộ bất kỳ manh mối nào, ngay cả một người còn sống chạy thoát tới báo tin cũng không có, người đứng sau việc này có thế lực không nhỏ, không phải bình thường đâu. Hoặc không có cảm giác lạ, than thở. Nhà Quang Minh nhắc nhở, tiên sinh, đây chính là 12 trái vô lượng quả đó. Nếu thật sự xuất hiện 12 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không có ai còn sống quay lại báo tin cũng không có gì lạ. 12 trái vô lượng quả, hoặc không nghe mà trong lòng ngứa ngáy, đáng tiếc mình không thể được chia một quả. Cũng không biết là ai có thể thần thông quảng đại đến thế, vậy mà có thể trộm đồ từ trong vô lượng viên được trông coi nghiêm mật như vậy, nhiều lần nghĩ tới vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Kinh thành Yến Quốc, phân đà của Ngân hàng Tư nhân Thiên Hạ, ngồi trước án nhìn sổ sách tam đương ra nam hải hồng cái thiên người mặc phục sức của phiêu miểu các đang nhìn sổ sách hơi rung đùi đắc ý sổ sách gã không nhìn nổi một chữ kiểm toán cũng không phải lĩnh vực am hiểu của gã chẳng những không xem nổi sổ sách còn thỉnh thoảng cảm thán một tiếng năm đó rút thăm ở thánh cảnh lấy người ngẫu nhiên tới ngân hàng tư nhân thiên hạ còn tưởng rằng có thể may mắn thế cục hôm nay xem ra là ngược lại trở thành chuyện xui xẻo của gã rồi trong ngân hàng tư nhân có thể có chuyện gì không ngoài mấy vấn đề tiền tài cùng với chỉ thị từ cấp trên thứ này nhìn thế nào cũng rất khó xảy ra vấn đề ở chỗ này làm việc phải đối mặt với sổ sách sắp làm gã buồn chán tới chết rồi bây giờ cảm thấy kém xa sự vui vẻ khi đánh đánh giết giết kiểm tra ở bên ngoài hiện tại là thời kỳ đao kề trên cổ lời đồn xuất hiện bốn phía trước tiên mặc kệ lời đồn là thật hay giả bên thánh cảnh tạo áp lực là thật Nam Hải Pháp Vương cũng chính là lão đại của gã hiện tại cũng đang vội vã liều mạng tạo áp lực với gã. Gã biết suy nghĩ của lão đại, sợ đốc cha không khám phá ra cái gì đó để báo cáo. Làm chuyện này làm xong thì không sao, không làm tốt chính là chuyện mất đầu, chuyện tránh còn không kịp, có ai muốn làm chứ? Tình huống hiện tại là, thời hạn nửa năm, nếu không tạo ra thành tích, thánh cảnh sẽ giết gã, muốn có thành tích thì phải tiếp tục làm tiếp, bằng không lão đại cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Hai, tên khốn nào làm ra loại chuyện hư hỏng này, quả thực là khổ tám đời ta mà. Không cái thiên chợt che mặt thở dài một tiếng, ngoài cửa, thủ hạ tâm phúc tô công ra lấm la lấm lét đi vào, lén lút đưa một tờ giấy cho gã. Tam đại vương, tình báo mới nhận được, Không cái thiên cầm, vừa xem liền vui vẻ, ô, ngay cả tin tức trộm vợ của bạn cũng đưa cho ông đây, muốn làm gì đây hả? Tô công ra dựng thẳng ba ngón tay lên, tam đại vương, đây đã là tin tình báo nặc danh thứ ba hiếm lắm mới nhận được rồi, có cần đi cha không ạ à? không cái thiên nhíu mày manh mối không rõ nguồn gốc này làm sao cha đừng có nhảy xuống hố mà người ta đào sẵn tô công gia tiến lên bên cạnh gã đã có manh mối cha một chút thì có ngại gì nói không chừng là thật thì sao dù sao cũng hơn việc chúng ta cứ mãi không có đầu mối mà nếu có sai lầm cùng lắm thì thành thật báo cáo rằng tình báo không rõ do ai đưa tới là được tam đại vương nửa năm chỉ cho chúng ta kỳ hạn nửa năm thôi nếu nửa năm không thể đưa ra được thứ gì, có thể chúng ta cũng phải rơi đầu đó. Ánh mắt của Hồng Cái Thiên lóe lên không yên, dường như đã động lòng, nghĩ đi nghĩ lại mới vô án cái ẩm, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Được, cha, mật thất biệt viện mau lư, phân cơ đi vào ném mấy tờ giấy lên bàn. Như Hữu đạo đang tựa lưng ở ghế dựa thò người ra, tự tay mở tờ giấy ra xem, sau khi xem xong thì cười ha ha, lắc đầu, dáng vẻ vô cùng cảm khái cười nói. Lại nữa rồi, thu hoạch không nhỏ đây. Trước đó hắn để cho người ta hạ thủ với người của phiêu miểu các khắp nơi là muốn tìm ra chút tin tức để có thể lợi dụng yểm hộ, không ngờ rằng một nước cờ đi bừa như này lại thu được hiệu quả không tưởng. Thật sự là ngoài ý muốn, vô tình đã nắm được vài con bài tốt trong tay. Tin tức bọn cung lâm sách truyền tới khen hắn, khen hắn cao minh, không phải lời nói êm tai ngoài miệng mà là thật sự phục tùng hắn từ tận đáy lòng, cũng khoe một bộ nghĩ kế bầy mưu giống hắn. Thật ra căn bản không hẳn là như vậy, trước đây không ai làm như thế với phiêu miểu các, trong lòng như hiểu đạo hắn cũng không nắm chắc, cũng không ngờ phiêu miểu các bình thường luôn cao cao tại thượng mà giờ cha ra thì cũng không có mấy cái xương là cứng, cha một cái đã đảo ra rất nhiều bí mật không tưởng được. Lúc này mới phát hiện nội bộ phiêu miểu các quả nhiên là như một cái sàng, còn chưa bắt được bao nhiêu người đã tìm ra được những bí mật này, nếu thật sự triển khai trong phạm vi rộng thì ước đoán nội bộ phiêu miểu các sẽ còn lại rất ít người hoàn toàn sạch sẽ. Thủ hạ của cửu thánh đã nát thành như vậy, chính xác là làm hắn vui vẻ một trận, cũng khó trách bỗng nhiên cửu thánh muốn chỉnh đốn. Hắn đã truyền lời rồi, tiếp tục hạ thủ với người của phiêu miều các, cố gắng bắt sống thẩm vấn. Thấy hắn ngồi đó nhìn bí mật của người khác mà vui vẻ không ngừng, vân cơ búng ngón tay tách một cái. Bên trong đó có tin hỏi người đó, còn có vài nơi nhân viên đốc cha không tìm được chuyện gì, có cần phải thả ra chút manh mối cho các phái không? như hữu đạo cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục kiểm tra nội chung trong tay, hơi lắc đầu nói. Không cần, thả ra chút manh mối thích hợp là được rồi, có người tìm ra thành tích có thể bảo vệ mạng thì sẽ hiểu được tương đối, có lẽ người sợ chết mới sốt ruột. Có thể làm cho những người của môn phái đó sốt ruột, người phiêu miểu các liên tiếp bị chết hoặc mất tích, bọn họ lại không ngu, sau đó bọn họ sẽ tự suy nghĩ ra nên làm như thế nào, người không cảm thấy kéo các phái cùng xuống nước đi tìm manh mối bảo toàn tính mạng rất thú vị sao. Chuyện xấu không thể để chúng ta tự tay làm được, Hoàng Cung Tấn Quốc, Ven Hồ, hai bố con rể đang bước chậm quanh hồ. Thiệu Bình Ba không biết Thái Thúc Hùng muốn làm gì. Lúc theo thường lệ tới bái kiến thì Thái Thúc Hùng đột nhiên bỏ giấy tờ trên tay xuống nói muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đi dạo, Thiệu Bình Ba vừa nghe là biết vị này nhất định là có lời gì đó muốn nói với mình, thuận theo mà đi. Gần đây giới tu hành đã xảy ra một việc, chắc là ngươi cũng nghe nói rồi nhỉ? Trong khi bước chậm nói chuyện, rốt cuộc Thái Thúc Hùng đã nói tới chủ đề chính. Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại, không biết ý của bệ hạ chỉ là chuyện gì? vẫn gọi là bệ hạ chứ không gọi là phụ hoàng, bởi vì phía sau hắn là danh phận trượng phu của công chúa, phía trước là thân phận quan to triều đình. Thái Thúc Hùng liếc mắt nhìn hắn, còn cần cô vương nhắc nhở sao? Nghe nói người cũng có tiếp xúc với một vài môn phái tu hành, không phải ngay cả đại sự gần đây xảy ra trong giới tu hành cũng không biết đấy chứ. Thiệu Bình Ba bừng tỉnh, ý của bệ hạ là chuyện của phiêu miểu các sao. Thái Thúc Hùng than thở, đúng vậy, chuyện của phiêu miểu các liên quan đến khắp thiên hạ, bây giờ đã gặp phải biến đổi lớn, cũng không biết có thể sinh ra ảnh hưởng gì tới tình hình chiến sự hay không. Trước đây cuộc đại chiến giữa Tống, Hàn, Yến bị đi vào vết xe đổ. Rất nhiều chuyện cô vương cũng như lọt vào sương mù, vạn phần lo lắng, người có kiến giải gì không? Hóa ra là gọi con rể ra hỏi nguyên nhân một chút, đối với năng lực của người con rể này, ông ta không hề nghi ngờ, đã nhiều lần xác nhận. chương 2020, tin đồn, một quyển sách luận tấn đổ thiên hạ sách cùng với hành động mạnh mẽ, năng lực chấp hành kiên định của hắn, Hiện tại Tấn Quốc đã nắm chắc cục diện đại thế trong tay. Chỉ dựa vào tầm mắt cùng năng lực này đã làm cho ông ta muốn thỉnh giáo chồng của con gái mình trong cục diện mê mê ảo ảo này, xem có cao kiến gì không. Thay vào đó, vị này dường như đã hết tâm tư với chính vụ, không hề hiến kế hiến sách gì, cũng không cầu phát triển nữa khiến cho ông ta không thể làm gì khác hơn là chủ động tìm đến. Kiến giải, có một số việc trong lòng thiệu bình ba biết rõ, là bên giả vô quần triển khai thế tấn công với cửu thánh. Trước mắt hắn thật sự không tiện thổ lộ việc gì, không thể làm gì khác hơn là qua loa trả lời. Vi thần cũng chỉ mới nghe qua, chuyện chưa rõ đầu đuôi, khó có thể đưa ra kiến giải gì được. Trả lời có lệ, Thái thúc Hùng lạnh lùng liếc nhìn hắn, trong bụng như sắp bốc hỏa. Trước đây ông ta ra sức dẹp bỏ sự bàn tán của mọi người để mời vị này về, việc ông ta ra sức đó tựa như đang nắm trong tay một món hàng quý, hy vọng vị này có thể phát huy tác dụng lớn, không phải mời tới để trả lời qua loa như vậy nếu hắn không phải là con rể mình, thêm nữa cũng coi như dụng tâm trong việc coi sóc trường thái học, còn làm không tệ, ông ta nhất định sẽ cho thằng nhãi này một chút giáo huấn. Ông ta biết rõ người con rể này có năng lực mưu đồ thiên hạ, cổ tay hung ác sắc bén, gặp núi mở đường gặp nước xây cầu, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lúc bình thường e rằng thế này rất nguy hiểm nhưng lúc bình thiên hạ cần dùng tới nhân tài, nhân tài như vậy chỉ tùy ý quản lý một trường thái học không khỏi như lấy dao mổ trâu đi giết gà, nhưng vị này lại cam tâm tình nguyện lười nhắc tử tài lẽ nào lại có cái lý ấy đế vương thì thế nào minh chủ thì thế nào đơn giản là như người hầu vậy tâm tư biến chuyển trăm vòng đột nhiên nói nghe nói quan hệ giữa ngươi và hoan nhi không tệ dường như quan tâm nhưng trong giọng nói lại đi kèm cơn giận ông ta há có thể không biết trạng thái sinh hoạt hiện giờ của con gái con rể kết đôi hòa hợp cả ngày chàng chàng nàng nàng ân ân ái ái thường xuyên là một người vẽ tranh ngâm thơ một người đánh đàn ca múa hoặc cùng nhau du sơn ngoạn thủy khoái hoạt bình thường tự nhiên hạnh phúc của nữ nhi như đang được rót mật trước đây lo lắng vấn đề gả con gái cho ai lo lắng vấn đề sau hôn nhân của nữ nhi bây giờ cũng không có vấn đề gì đứng ở góc độ một người cha ông ta rất vui mừng nhưng vị trí tối cao của ông ta là hoàng đế với thân phận này thì tâm tư lấn át tất cả cho nên đối với việc nhi nữ tình trường của thiệu bình ba trạng thái anh hùng khí đoản như thế ông ta rất không hài lòng đừng nói tới ông ta ngay cả mẹ của Thái Thúc Hoan Nhi cũng nóng nảy, quý phi nương nương hy vọng con rể nắm đại quyền, hy vọng con rể lấy quyền thế làm chỗ dựa cho bà ta ở Hậu cung, có thể ra lực giúp bà ta lên làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ thì càng tốt. Có ngoại lực mạnh hoặc trọng thần tác dụng hơn xa việc bà ta quyến rũ hoàng đế ở chốn hậu cung nhiều, do đó đã nhiều lần khuyên bảo nữ nhi để trưởng phu tiến tới, cơ hội tốt được bệ hạ coi trọng há có thể bỏ qua. Nhưng Thái Thúc Hoan Nhi cảm thấy trạng thái sinh hoạt hiện nay thực sự không thể tốt hơn nữa không cần trượng phu phải ra tiền tuyến mạo hiểm. Nàng đã tận mắt nhìn thấy chiến sự ở Tây Bình Quan tàn khốc thế nào, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, không muốn tiếp tục chia lìa với trượng phu nữa, vì vậy căn bản không thuận theo lời khuyên của phụ mẫu. Thiệu Bình Ba nói, toàn bộ là do được bệ hạ che chở. Thái Thúc hùng, Thiệu đại nhân, lòng ham muốn của nữ nhân khó mà thỏa mãn được, hư vinh mới là bản tính của nữ nhân, của con người, Hoan Nhi bây giờ tuổi còn trẻ, tất cả trước mắt nàng sớm muộn gì cũng sẽ phai tàn. Người thân là trượng phu của nàng nên có dự định về tương lai của nàng, vì tương lai của con cháu các ngươi mà tính toán, nhi nữ tình trường không mang lại cơm ăn. Tuy Hoan Nhi là nữ nhi của cô Vương nhưng cũng không cần thiết vì cô Vương mà nuông chiều nó, hoặc bởi vì cô Vương mà tự làm tuổi thân chính mình, nếu có thích nữ tử nào khác, muốn cưới thê thiếp chỉ cần phân rõ ai là chính thất, cô Vương sẽ không có ý kiến. Chuyện nhà là nhỏ, quốc sự phải làm trọng, là nam nhân nên biết nặng nhẹ, nếu không biết nặng nhẹ thì sớm muộn sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, hiểu không? Thiệu Bình Ba, vâng, vi thần đã nhớ rồi, có mấy lời một vừa hai phải, quân thần tự hiểu lẫn nhau. Xuất cung, Thiệu Bình Ba tới kho lương của Kinh Thành, kho lương có lão sư của trường Thái học đang dạy đạo tổn chữ lương thực cho học sinh. Dường như Thiệu Bình Ba có vẻ bàng quan, thật ra là đi gặp Lam Minh. Hiện giờ Lam Minh được âm thầm sắp xếp làm tiểu lại ở kho lương phục vụ việc trông coi kho lương, chỗ này, chức vị này không cần tiếp xúc với nhiều người, không dễ bị người ta chú ý. Hắn không phải là không thể sắp xếp một chỗ tốt hơn cho Lam Minh, có thể sắp xếp thành người đi cạnh hắn, nhưng hắn sẽ không để Lam Minh có bất kỳ liên hệ bề ngoài nào với mình. Tìm một cơ hội, giả bộ hỏi tình huống của kho lương, hai người nói chuyện ở một bên. Lam Minh từng là ai? Ở nơi này, sống cuộc sống thế này đương nhiên là không chịu nổi. Thấy gã cào nhau, thiệu bình ba thoải mái, dù sao cũng hơn là phải bỏ mạng tiên sinh tình huống hiện giờ của phiêu miểu các là thế nào nói đến đây làm mình thổn thức chuyện gần đây là do nhóm người kia làm nhỉ quả thực là điên rồi dám trắng trợn ám sát bắt cóc quấy phiêu miểu các đến gà chó không yên từ trước tới nay phiêu miểu các chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy lòng người dối như tơ vò rồi đây bên kia đã rút kiếm khát máu rồi mạnh tay đó thiệu bình ba cũng cảm khái không ngờ lại có thể có người dám hung ác độc địa nhằm vào phiêu miểu các như vậy chuyện này không khác nào khiêu khích trực tiếp với cửu thánh, đánh thẳng vào mặt họ, nếu là trước kia thì là chuyện không thể nào tưởng nổi. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng phải là hy vọng của ta và ngươi đó sao? Cửu thánh không đổ, người vĩnh viễn sẽ không thấy được ánh sáng. Lam Minh nhớn mi, cho dù cửu thánh sụp đổ, người không sợ lại sẽ xuất hiện một nhóm cửu thánh khác thay thế hay sao? Thiệu Bình Ba hơi cười, sẽ không đâu, nếu thật sự cửu thánh sụp đổ, người lật bàn tất sẽ tự giết lẫn nhau. Lam Minh thấy kỳ quái, làm sao mà biết được, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giả vô quần không bao giờ tìm tới cái chết. Thiệu Bình Ba không cần thiết phải giải thích chuyện này, ta muốn biết nhiều tình huống hiện tại hơn. Lam Minh, hiện nay chỉ có những thứ này, có người đang trắng trợn phá thẳng vào phiêu miểu các. Thiệu Bình Ba, vậy bên trong thánh cảnh thì sao? Ta muốn biết một vài tình huống nội bộ của thánh cảnh. Lam Minh lắc đầu, nội bộ thánh cảnh bị chỉnh đốn một lượt, bao gồm cả các nơi trong vô lượng viên nhân viên trụ thủ đều bị tiến hành điều chỉnh, người ta sắp xếp phụ trách truyền tin ở cửa ra vào cũng bị điều chỉnh, bây giờ ta lại không có cách nào lần nữa sắp xếp người trong thánh cảnh nữa, khó có thể đúng lúc biết được tình huống nội bộ trong thánh cảnh. Thiệu Bình Ba nghe vậy thì nhíu mày, có chuyện cần ngươi đây, những quan viên ngầm bên tấn quốc mà ngươi có thể nắm giữ được thì giờ hãy chuyển cho ta, ta muốn bắt đầu sắp xếp bố cục, cũng dễ dàng yểm hộ cho ngươi hơn. Vạn thú môn, có khách tới, khách quý, quan cực thái của lăng tiêu các, Cù phiên của huyết thần điện, ngô thừa vũ của liệt thiên cung, trưởng môn tam đại phái của Tống Quốc đều đích thân tới. Trưởng môn vạn thú môn là Tây Hải đường đích thân chiêu đãi, dẫn khách đi du ngoạn sơn thủy bên trong tông môn theo ý nguyện của khách. chương 2021, bắt đầu động thủ một. Hắn đương nhiên biết du ngoạn không phải mục đích, quả nhiên, sau khi đi tới trốn yên lặng không người, quan cực thái cẩn thận nói một câu. Tây Hải huynh, Bên ngoài đồn đại rằng cửu thánh chuẩn bị để trưởng môn các phái tự mình đảm nhiệm trước đốc cha, không biết huynh nghe nói tới chưa. Tây Hải Đường cười nói, có nghe nói rồi, nhưng phải có điều kiện tiên quyết là dưới tình huống nhân viên đốc cha của các phái chú ở phiêu miểu các vô năng, nếu làm việc đắc lực đương nhiên không cần để chúng ta tới làm. Cù phiên nói, làm việc đắc lực, người nào biết người của người có làm việc đắc lực hay không, người của ngươi bị giữ trong thánh cảnh, chẳng lẽ người có thể liên lạc với nội bộ thánh cảnh hay sao? Tây Hải Đường Cô Huynh nói đùa, sao có thể liên hệ với nội bộ thánh cảnh được, nếu không tránh thoát cũng chẳng còn cách nào. Hơn nữa trong tay ta cũng nắm giữ chút manh mối của vụ này, nếu thật sự vạn bất đắc dĩ phải vào đó thì cũng có thể ứng phó được. Ba người quan, cù, ngô nhìn nhau, ba người này tới đây mục đích chính là muốn liên kết, hy vọng có thể chung sức hợp tác. Tống quốc điều ra số lượng người đốc tra của môn phái không nhỏ, đã nhiều lần điều tra ra nội hoạn của nội bộ phiêu miểu các, thành tích khả quan. Thành tích của người khác khả quan, Nhất thời bọn họ khó chịu được, nếu thật sự bị tóm ra làm đốc cha, biết trước sẽ có kết quả gì có phần đáng sợ. Mỗi người đều vội vã, thúc giục nhân viên đốc cha của môn phái chúa ở phiêu miểu các phải dụng công, nhưng thúc giục thì có ích lợi gì, không tra ra vấn đề thì vẫn không tra ra, còn dám không có bằng chứng mà vu oan hãm hại hay sao. Lúc này nghe nói trong tay vị này có chút manh mối, ba người xoắn suýt, ngô thừa vũ nói. Tây Hải Huynh, mọi người cùng ở Tống Quốc nhiều năm rồi, ở chung coi như không tệ, Lúc nên bổ sung cho nhau thì mong đừng nên keo kiệt, bằng không có xảy ra chuyện gì sợ rằng mọi người ai cũng không thể tự tại được, huynh nói xem." Tây Hải Đường hỏi ngược lại, "Ngô huynh đang uy hiếp ta sao?" Quan Cực Thái khoát tay nói, "Hiểu lầm rồi, hắn không phải có ý đó, chẳng qua là bọn ta thấy nhân viên đốc tra của môn phái chú ở Phiêu Miểu Các cũng không tính là vụng về, cũng coi như đã liều mạng dụng công nhưng bọn ta thấy người khác có thể tra ra thành tích, ngay cả Tây Hải huynh cũng có thể nắm giữ được chút manh mối của vụ án." nên bọn ta đang khiêm tốn lĩnh giáo cù phiên gật đầu liên tục là vậy là vậy đó tây hải đường nhìn quanh vui vẻ nói